các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Biết vị trí Của tác giả Tòa chức Linh Linh Thủy Phần 6 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Nhưng nàng không để ý, không có nghĩa người khác cũng vậy Chu Ngọ Xuân từ lần đầu tiên được ăn món ngon do mã giáo tập làm thì rất để bụng những lần thi đấu với nhau. Không chỉ liên tục cằn nhằn, thúc giục Dương Vũ siêng năng hơn, còn lôi kéo Tô Tiểu Thư đi tìm hiểu tình hình của đối thủ, sau đó nói, Tiểu Trúc, tổ của Ngô Bình Cường và Chu Hòe đều hẹn sau buổi chiều, sau giờ lao động sẽ luyện đao công và trước công. Nếu sau giờ cơm chiều mà được rảnh, bọn họ cũng sẽ luyện tiếp. Nói xong nhìn Lâm Tiểu Trúc đầy mong đợi. Nàng luôn ở phòng bếp làm việc, tuy không biết lâm tiểu trúc khi lên núi lượng củi còn đi đâu nhưng ngày nào lâm tiểu trúc cũng đến khuya mới về củi cũng thường do tô tiểu thư nội lên dùng trước kia lâm tiểu trúc như thế nào cũng không sao nhưng giờ đã biết tổ người ta gia tăng luyện tập nàng đương nhiên cũng hy vọng tổ mình cũng chăm chỉ hơn này lâm tiểu trúc có chút khó xử nếu không phải đến thanh khê trấn uống thuốc không cần chu ngọc xuân nói nàng cũng sẽ tận dụng thời gian mà luyện tập nhưng thuốc nhất định phải uống nàng cũng mong sau một tháng uống thuốc thể chất của nàng sẽ cải thiện hơn đến lúc đó khí lực có lẽ sẽ tăng lên nàng có thể cùng tô tiểu thư các nàng luyện công nàng cũng muốn tranh thủ học xong cuốn cực đơn của lão gia tử cứ để sách trong sơn động như vậy cũng không an toàn nếu còn chưa xem xong đã bị mất trộm thì phải làm sao các ngươi trước luyện đi ta phải nhìn xem tình huống trước kia ăn cơm chiều xong công tử bảo ta đến sân hắn múc nước không biết sau khi vào ban trù nghệ rồi có phải làm nữa hay không nàng chỉ có thể trả lời như thế hy vọng chu ngọc xuân sẽ không hỏi thêm chu ngọc xuân lại dường như không hiểu sau bữa cơm chiều thì thôi đi nhưng lượng củi xong vẫn còn nhiều thời gian các ngươi có muốn luyện tập không lâm tiểu trúc há hốc mồm chưa biết giải thích thế nào thì dương vũ đã lên tiếng với chu ngọc xuân ngươi ở tại phòng bếp làm việc còn không có thời gian để luyện tập còn bảo chúng ta đến ngươi tính cũng thật hay nha hôm nay hắn bị chu ngọc xuân quở trách hai lần rất khó chịu lúc này thấy nàng bảo bọn họ đến cùng luyện tập liền phát hỏa. Ta ở tại phòng bếp làm việc, chỉ cần ta làm xong là có thể luyện đao công hoặc trước công, Lý Đại ca và Triệu Đại ca có thể chỉ điểm cho ta. Chu Ngọc Xuân lập tức phản bác Dương Tiểu lại, ngươi là đại nam nhân mà cả ngày lười biếng còn ra thể thống gì nữa. Bảo ngươi luyện thêm một chút, ngươi lại nhăn nhó. Ngươi nhìn tổ người ta đi, có ai giống ngươi không? Khó trách khi phân tổ không ai muốn người. Một đại nam nhân lại lười biếng đến mức này, ngươi cũng thật quá mức dọa người nha. Chu Ngọc Xuân Lâm Tiểu Trúc khẽ quát một tiếng, thanh âm rất nghiêm khắc. Mọi người đều cùng trường, lại chưa từng có xích mích gì với nhau, cho nên dù Chu Ngọc Xuân cảm thấy Lâm Tiểu Trúc lợi hại, tự nguyện nghe theo nàng, tùy nàng quyết định. Nhưng cũng không có nghĩa nàng xem mình như nô bộ để Lâm Tiểu Trúc khiển trách. Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc từ trước tới giờ luôn đối xử hòa nhã với nàng, có khi còn lộ ra biểu cảm như muội muội đối với tỷ tỷ, điều này làm chu ngọc xuân cảm thấy rất hài lòng nhưng lúc này lâm tiểu trúc lại ở trước mặt mọi người nghiêm khắc khiển trách nàng làm cho nàng rất bất ngờ cũng khó chấp nhận được nhưng khi nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lâm tiểu trúc lại phát hiện nàng đang trừng mắt nhìn mình bộ dáng rất nghịch ngợm nàng hơi sửng sốt tức giận cũng giảm bớt biết lâm tiểu trúc không muốn để nàng và dương vũ phát sinh xung đột dương vũ chu ngọc xuân cũng không ác ý ngươi đừng để trong lòng lâm tiểu trúc âm thầm thở dài bắt đầu công tác tư tưởng. Một tổ mà không có sự đoàn kết nhất trí thì đúng là thất bại, mà nhân tố làm cho người ta đau đầu nhất lại chính là Dương Vũ. Người này ở mặt ngoài cười tủm tỉm, lười biếng, hòa hợp êm thấm, tự hồ ai nói gì hắn đều không để ý. Nhưng Lâm Tiểu Trúc có cảm giác, Dương Vũ thực ra rất mẫn cảm và ngạo khí. Lúc trước hắn chủ động ở cùng một tổ với các nàng, có lẽ do các nam hài biểu lộ sự khinh thường quá mức. Người như vậy, nếu kết hợp tốt sẽ trở thành một người hữu dụng nhất nếu không hắn sẽ trở thành gánh nặng mà mình lại không cách nào từ bỏ hắn được dương vũ là loại người nào nhìn biểu hiện hai ngày qua của hắn liền biết một lưu manh chân chính nha tự tách mình ra khỏi tập thể không chăm chỉ học tập không nói chuyện hay đùa giỡn với ai nhưng thành tích không quá nổi bật cũng không phải đứng chót làm cho người ta không tìm ra ưu điểm cũng không thấy hắn có sai lầm gì đối với người như vậy lâm tiểu trúc nghĩ vẫn có cách Người có ngạo khí thì không thể cưỡng bức, cách của Chu Ngọc Xuân chẳng những không dùng được còn tạo nên mâu thuẫn gay gắt. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng. Dương Vũ không vào ban nào mà vào ban trù nghệ, hơn nữa còn nói với Mã Giáo Tập, hắn có thể ăn, thân thể của hắn mập ù như vậy, cũng biết là người thích ăn. Vậy thì tốt rồi. Treo một củ cà rốt trước mắt hắn, hắn không thể không chạy nha. Hừ. Bị Chu Ngọc Xuân chỉ trích như vậy, Dương Vũ quả nhiên rất khó chịu nhưng hắn cũng không muốn cãi nhau với nữ nhân, đang tính xoay người rời đi thì nghe Lâm Tiểu Trúc lên tiếng khiển trách lại bị Hạ Sơn kéo lại nên hắn mới dừng chân. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói: "Dương Vũ, không biết lần trước mã gió tập làm món trứng kia, ngươi có ăn không?" Trong đám người ở đây, chỉ có Lâm Tiểu Trúc làm Dương Vũ thấy thuận mắt. Nàng ngoại trừ có khả năng nấu nướng còn có tài lãnh đạo. Tuy hắn lười đến tận xương tủy nhưng vẫn trả lời nàng: "Có ăn." ta nói cho ngươi biết ngày đó ta và Ngô Bình Cường đã được ăn những món gì ở chỗ công tử nha." Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói. Quả nhiên nghe nói vậy, hai mắt Dương Vũ liền sáng như đèn lồng nhưng rất nhanh liền tắt, thản nhiên nói, nghe thì có ích gì, dù sao ta cũng không được ăn. "Chưa chắc nha. Ngươi có nhớ khi nói chuyện, công tử đã nói, được ăn chung với hắn không chỉ có thành tích tốt mà quan trọng nhất là tiến bộ. Ta nhìn ra được ngươi là người thông minh, tuyệt đối không dưới Ngô Bình Cường." nhưng do trước kia ngươi làm biến làm gì cũng không dụng tâm nên người khác mới vượt qua ngươi nếu ngươi để tâm một chút chịu khó một chút ta nghĩ ngươi sẽ làm mọi người phải nhìn ngươi với cặp mắt khác lần tới có thể sẽ được ăn chung với công tử không chừng ngươi đừng nghi ngờ ta ngươi nhìn xem trong ban trù nghệ chúng ta còn có những nam hài khác người nào chẳng đang cố gắng thể hiện khả năng của mình chứ thể hiện ra hết thì sẽ không còn gì nữa nhưng ngươi lại khác chỉ cần cố gắng một chút biểu hiện thật tốt, đến lúc đó người có tiến bộ nhất chính là ngươi, sẽ có cơ hội được ăn những món ngon ở chỗ công tử. Ta nói, những món ăn đó. Nàng không quản Dương Vũ có nghe hay không, lần lượt miêu tả những món đã được ăn một cách rất sinh động. Dương Vũ mới đầu vẫn lường biến dựa vào ánh tường, mắt hiếp lại, không biết đang nghe hay là đang ngủ. Khi Lâm Tiểu Trúc kể xong món thứ nhất, hắn liền như một người khác, hai mắt mở to nhìn chầm chầm Lâm Tiểu Trúc, tự hồ như nàng chính là mỹ vị ngon miệng, muốn ngay lập tức một ngụm nuốt chửng nàng. Thấy hắn biểu hiện như vậy, Lâm Tiểu Trúc mừng thầm trong lòng, biết mình đã điểm trúng tử huyệt của hắn. Ngươi xem, chỉ cần cố gắng một chút, sau này chúng ta không chỉ ăn món do giáo tập thưởng cho mà ngươi còn có khả năng ăn cùng công tử, thưởng thức các món ngon. Thực ra cũng không khó khăn gì, chỉ cần cố một chút là được. Dương Vũ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, dường như cũng có chút đạo lý. Chu Ngọc Xuân thấy Lâm Tiểu Trúc nói nhiều đạo lý với Dương Vũ như vậy mà hắn chỉ thản nhiên nói một câu rất miễn cưỡng, khí giận lại bộc phát, đang muốn lên tiếng thì Tô Tiểu Thư đã ngăn lại, lắc đầu ý bảo nàng không nên lên tiếng. Có đạo lý hay không, ngươi thử thì sẽ biết. Du giáo tập đã nói bắt đầu từ ngày mai, sẽ mượn hai ngày dạy nguyên liệu nấu ăn mà kiểm tra chúng ta. Chúng ta cùng nhau cố gắng, học thật tốt các nội dung của hai ngày này. Dương Vũ, ngươi cùng với Hạ Sơn ôn tập, cố gắng đạt vị trí đứng đầu, làm cho tổ chúng ta được thưởng lần thứ hai dương vũ không lên tiếng như ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc lại lóe lên như tỏa ra hào quang cố lên lâm tiểu trúc vung nắm đấm tươi cười cổ vũ hắn nháy mắt với hạ sơn hạ sơn ca ngươi cũng cố gắng nha dứt lời mới cùng tô tiểu thư và chu ngọc xuân rời khỏi trù nghệ viện nhìn chu ngọc xuân vào phòng bếp tô tiểu thư hỏi lâm tiểu trúc ngươi muốn lên núi sao ta sẽ trở về sớm lâm tiểu trúc nhìn lại nàng nàng biết tô tiểu thư hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn tránh không nói tới ngươi không cần lượng củi để ta lượng giúp cho ngươi trở về sớm một chút rồi chúng ta cùng đến phòng bếp luyện tập nếu không có ngươi dương vũ chắc sẽ không chịu chăm chỉ luyện tập ta và hạ sơn cũng không chuyên tâm được được ta sẽ về sớm mà lâm tiểu trúc vừa đáp vừa bước nhanh lên núi tuy nàng có cảm giác mọi hành tung của mình đều bị viên thiên giả và tô tiểu thư nắm giữ nhưng giống như khi nàng quyết định đến thanh khê trấn nàng đã nghĩ chỉ cần làm chuyện mình nên làm thì không có gì phải tiếc nuối. Cho nên đường lên núi cũng mỗi ngày khác nhau làm tiêu tốn không ít thời gian của nàng. Lão gia tử trước khi đi đã dặn dò nhiều lần, bảo Trương Đông phải nấu thuốc đúng hạn, còn cho hắn hai tháng tiền công chỉ để mỗi ngày làm mỗi việc này. Cho nên Trương Đông rất cảm kích, nấu thuốc đúng giờ theo lời dặn của lão gia tử. Vì vậy khi Lâm Tiểu Trúc đến Thanh Khê Trấn, Trương Đông đã ở trong sân chờ nàng, bên cạnh là thuốc đã nấu xong. Đưa chén thuốc còn nóng cho Lâm Tiểu Trúc, đợi nàng uống xong lại đưa thêm một ly nước lạnh để nàng súc miệng, tiếp theo là mức hoa quả, hầu hạ tận tâm, làm hết phận sự, không làm mất nhiều thời gian của Lâm Tiểu Trúc. Bởi vậy khi trở lại Sơn Động, Lâm Tiểu Trúc mới có thời gian để đọc thực đơn mà lão gia tự viết cho nàng. Đọc xong 10 trang, nàng cất cuốn sách trở lại trong khe đá rồi ra khỏi Sơn Động, đi tìm Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư đã lượng đủ củi, đang chuẩn bị đi giao nộp, thấy Lâm Tiểu Trúc xuất hiện trước mặt kinh ngạc hỏi, về sớm vậy? Không phải ngươi bảo ta về sớm sao? Lâm Tiểu Trúc ôm lấy Tô Tiểu Thư tỷ cảm ơn ngươi. Tô Tiểu Thư vỗ vỗ lưng nàng, cười nói, được rồi, mau đi nộp củi đi, sau này luôn về sớm như vậy là tốt rồi. Sau này nhất định sẽ về sớm. Lâm Tiểu Trúc cầm bó củi đi đến phòng bếp. Cuốn sách lão gia tử viết cho nàng có tổng cộng 40 trang. Nàng lại có trí nhớ tốt, nên 10 trang vừa rồi tuy chỉ xem lướt qua vẫn nhớ rất rõ như vậy chỉ cần ba bốn ngày nữa là nàng sẽ đọc hết cuốn sách kia sau đó chỉ cần chỗ trương đông không xảy ra chuyện gì thì nàng có thể trở về sớm hơn nữa hai tiểu cô nương còn ở đây chưa sao người khác đã sớm giao nộp củi rồi trở về luyện đàn theo nữ hồng rồi nha bà tử nhận củi nói a à, lâm tiểu trúc liếc nhìn tô tiểu thư không ngờ không khí học tập ở các bang khác cũng khẩn trương như vậy xem ra viên thiên giả quản lý thật tốt nha Điều làm cho Lâm Tiểu Trúc thấy an ủi là khi các nàng đến trụ nghệ viện, Dương Vũ và Hạ Sơn đang cùng ôn tập nội dung nguyên liệu nấu ăn. Nam sinh bọn họ chủ yếu là cung cấp thức ăn cho mọi người trong trang. Bọn họ cũng chia tổ thực hành, mỗi tổ 5 người, phụ trách một mảng. Có tổ phụ trách tưới nước, có tổ làm cỏ, bón phân, thu hoạch. Phân chia công việc rất chặt chẽ. Sau khi làm xong phần của mình thì coi như kết thúc công việc. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nếu sơn cốc này có nhiều đất hơn, viên thiên giả nhất định sẽ cho bọn nhỏ làm ruộng trồng lương thực coi như là tự cung tự cấp tiểu hồ ly kia tính toán thật giỏi nha lâm tiểu trúc không cần ôn bài về nguyên liệu và cách nấu ăn những gì du giáo tập giảng hay không giảng nàng đều biết rõ cho nên nàng liền thành một nửa lão sư chỉ cho hạ sơn tô tiểu thư và dương vũ cũng may những người này rất thông minh chỉ nói một lần liền hiểu rõ sau đó ba người bọn họ luyện đao công còn nàng luyện chức công tới giờ cơm chiều mới nghỉ. Các tổ khác cũng rất tập trung, Dương Vũ thấy cậu rất lo lắng, Lâm Tiểu Trúc, xem ra ngày mai chúng ta muốn được ăn đồ thưởng sợ là rất khó. Không sợ. Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn tổ khác một cái rồi nói vài lời động viên tinh thần với Dương Vũ. Ăn cơm chiều xong, viên thập đến gọi Lâm Tiểu Trúc đến chỗ viên thiên giả múc nước, trên đường đi còn dặn, công tử nói, sau này ăn cơm chiều xong, ngươi cứ tự động đến, không cần ta phải tới gọi, Lâm Tiểu Trúc nghe vậy liền hỏi lại, hình như lỗ mãng đi vào sân của công tử thì không tốt lắm, nếu lỡ nhầm lúc công tử bàn chuyện với người khác thì sao? Công tử nói, đừng lo. Viên Thập cũng không hiểu ý tứ của công tử, mấy ngày nay công tử rất là kỳ lạ nha. Lâm Tiểu Trúc nhún nhún vai, không nói thêm gì. Vào sân, Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy bốn bồn nước bây giờ đã thành năm bồn, Viên Thiên Giả vẫn ngồi ở vị trí thường ngày nhưng không cầm ly trà như mọi khi, lông mày cau lại, như có tâm sự gì đó nghe tiếng bước chân của bọn họ hắn quay đầu cau mày nhìn lâm tiểu trúc một cái lâm tiểu trúc không biết mình đã làm gì khiến chủ tử khó chịu vội thi lễ lâm tiểu trúc ra mắt công tử biểu cảm rất cung kính hảo hán không chịu thiệt trước mắt hắn đã tâm tình không tốt thành thật một chút vẫn hơn viên thiên giả gật đầu vẫy tay bảo nàng ngươi lại đây a à, lâm tiểu trúc càng thêm khó hiểu quay đầu nhìn viên thập như muốn tìm manh mối từ hắn nhưng viên thập cũng đang nghi hoặc nhìn viên thiên giả. Động tác vừa rồi hoàn toàn theo bản năng, ngay lập tức nàng liền ý thức được không ổn, vội tiến lên, khoanh tay, chủ mắt chờ nghe phân phó. Đến trước mặt bản công tử, thanh âm thản nhiên, không nghe ra buồn hay vui. Dạ. Lâm Tiểu Trúc lúc này không dám nhìn lung tung, thành thật tiến lên thêm hai bước, đi đến trước mặt viên thiên giả. Nàng không sợ hắn đột nhiên hóa thành người sói, nuốt nàng vào bụng. Tiểu hồ ly tuy phúc hắc nhưng cũng không phải người xấu mà nàng vẫn là nữ hài tử chưa trưởng thành, thân thể phẳng lì như xây bay, tuyệt không thể khơi gợi hứng thú cho nam nhân. Vương tay ra. Viên thiên giả gõ gõ xuống bàn trà. Nga. Lâm tiểu trúc vương tay đặt lên bàn trà, viết viên thiên giả một cái. Trước kia đứng xa xa, tuy biết hắn bộ dáng Tuấn Mỹ nhưng không ngờ lại Tuấn Mỹ tới mức này. Làn da miệng màng tinh tế, không hề có lỗ chân lông, lông mi vừa dài vừa đen cái mũi thẳng tắp, bờ môi công duyên dáng, nếu cười lên chắc sẽ rất dễ nhìn. Đang miên mang suy nghĩ đột nhiên cảm giác cổ tay hơi lạnh, hai ngón tay trắng nõn thon dài đang đặt lên cổ tay nàng. Không có thiên lý nha, tay cũng đẹp như vậy. Lâm Tiểu Trúc không khỏi tức giận ông trời. Chỉ số thông minh gần như yêu nghiệt, tướng mạo đẹp tựa phan an, thân phận thì cao vời vợi, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Thiệt là hạnh phúc quá đi. Có viên thiên giả để so sánh, Lâm Tiểu Trúc nhất thời cảm thấy vận mệnh của mình thật thê thảm. Tay kia, thanh âm cũng rất êm tai nha. Lâm Tiểu Trúc lập tức đưa tay còn lại ra. Tuy sắc đẹp trước mặt nhưng thưởng thức một chút vậy là đủ rồi, nàng rất nhanh trở về vấn đề chính. Rõ ràng là Viên Thiên Giả đang giúp nàng xem mạch nhưng tự nhiên xem mạch dùng nàng làm gì? Nàng ngước mắt, nghi hoặc nhìn hắn. Sao mặt hắn lại hồng hồng? Lâm Tiểu Trúc còn chưa hết kinh ngạc đột nhiên bắt gặp đôi mắt trong suốt sáng ngời trong mắt còn hiện lên chút não ý làm nàng giật mình vội cúi đầu vị gia này tâm tình đang không tốt đột nhiên thanh xuân nảy mầm nên khó trách lúng túng hẳn là không muốn bị phát hiện cho nên nàng phải thành thật một chút mới được nhìn đôi tay nhỏ bé mềm mại lại có chút thô ráp trước mắt viên thiên giả phải cố kiềm chế cảm xúc tận lực để cho thanh âm của mình bình thản như mọi khi nhưng thỉnh thoảng vẫn đang xen một chút cảm xúc trở nên nhu hòa hơn bình thường nhiều hay là ngươi nên tới tứ ban đi cái gì lâm tiểu trúc nước mắt hoảng hốt la lên bất chấp ngón tay của viên thiên giả vẫn còn trên cổ tay mình vội vàng nói công tử không cần tuy rằng ta bẩm sinh thể hàng không thể luyện công nhưng vẫn có thể làm đầu bếp hơn nữa ta có thiên phú học nấu ăn ngài cũng thấy đó so với người khác không thua kém sao lại muốn chuyển ta tới tứ bang công tử nói tới đây thanh âm trở lên nghèn nghẹn nước mắt cũng tràn mi cố gắng lâu như vậy vốn tưởng rằng có được sự tán thành của mọi người từ nay về sau có thể chuyên tâm học nấu ăn nào ngờ người khác chỉ cần tùy tiện nghĩ một chút mọi cố gắng của nàng giống như xây lâu đài trên cát một cơn sóng tràn qua tất cả liền biến mất lão thiên gia có cần tàn nhẫn như vậy không cho nàng biết vận mệnh của nàng nằm trong tay người khác chỉ cần hắn nhẹ nhàng bóp một cái nàng liền hội phi yên diệt lâm tiểu trúc đột nhiên kích động làm viên thiên giả sửng sốt hồi lâu mới có phản ứng vội vàng cầm tay nàng nói không phải ngươi hiểu lầm rồi, hãy nghe ta nói, nghe ta nói. Tay hắn trắng nõn thon dài lại rất có lực, làm cho Lâm Tiểu Trúc cảm xúc của Lâm Tiểu Trúc ổn định trở lại. Khụ! Lâm Tiểu Trúc có chút mất tự nhiên rút tay lại. Tuy nàng là nữ hài tử, tuy vừa rồi tình thế cấp bách nhưng cũng không thể để người khác tùy tiện ăn đậu hũ của mình được. Nàng rủ mắt, không nhìn đến người vừa rồi sổ sàng nên mặt cũng đỏ bừng, ánh mắt còn mất tự nhiên hơn nàng. Viên thập vẫn đứng bên cạnh, nhìn thấy tình cảnh này liền quay mặt đi, chăm chú ngắm chậu hoa cúc bên cạnh. Công tử tuy còn nhỏ nhưng khí độ trầm ổn, cúc trí đa mưu đến cả chính khách còn kém, không ngờ cũng có lúc đỏ mặt bối rối như vậy. Chắc chắn công tử không muốn người ta nhìn thấy bộ dáng lúc này rồi nhưng nếu đột nhiên bỏ đi, thế nào cũng quấy nhiễu tới công tử. Tuy công phu của mình khá cao nhưng so với công tử còn kém xa, cho nên xem hoa cúc vẫn tốt hơn. Hoa cúc thật là vàng, thật là đẹp nha. Công tử, vừa rồi ngài nói vậy là có ý gì? Lâm Tiểu Trúc lau nước mắt hỏi. Tuy là hiểu lầm nhưng nếu không làm rõ, nàng không thể an tâm. Nàng nhất định phải học trù nghệ, đây là mục tiêu trước kia của nàng, giờ có thêm ước hẹn 3 năm sau, nàng càng không thể từ bỏ. Xúc cảm thô rác từ đôi bàn nhỏ bé tự hồ như vẫn còn lưu lại trong tay viên thiên giả, làm cho lòng hắn không dễ chịu lắm. Viên thiên giả ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, giọng điệu đã khôi phục bình tĩnh, thể chất của ngươi không tốt lắm, lâm tiểu trúc lúc này cũng không kích động nữa nàng cũng lặng lặng nhìn viên thiên giả chờ hắn nói tiếp viên thiên giả tránh né ánh mắt nàng nhìn bùn nước nói điên trước đối với việc nấu ăn rất quan trọng thể chất của ngươi như vậy không thích hợp luyện võ nếu muốn thông qua cuộc thi điên trước ở tháng sau thực không dễ trả giá lớn lại vất vả mà không có thu hoạch gì đến tứ bang cũng là học trù nghệ nhưng học tập thoải mái hơn không biết ngươi thấy thế nào ta muốn ở lại nhất bang ta không sợ khổ dù có bao nhiêu gian khổ ta cũng sẽ cố gắng thanh âm của lâm tiểu trúc không lên nhưng rất kiên định và khí phách viên thiên giả nhìn vẻ mặt kiên nghị của nàng ánh mắt chợt hơi thất thần nhìn thấy ánh mắt như hỏi của nàng hắn vội dời mắt nói ngươi đã quyết như vậy ta sẽ không ép buộc ngươi tạ công tử thành toàn lâm tiểu trúc biết viên thiên giả đề nghị như vậy là muốn tốt cho nàng không đành lòng thấy nàng chịu khổ trong lòng rất cảm động Viên thiên giả cũng không nói thêm, đứng lên đi vào phòng, khi đến cửa thì dừng lại phân phó, viên thập đem 50 văn tiền thưởng trước kia đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Dạ. Viên thập vẫn đang ngắm hoa lúc này mới lên tiếng rồi chạy đi, lát sau đã cầm một hà bao màu lục theo hoa đi ra, đưa cho Lâm Tiểu Trúc, lần trước ăn cơm xong, ngươi đi trước nên không kịp đưa cho ngươi. Đây là tiền công tử thưởng, ngô bình cường cũng có phần. Vì ngươi sẽ đến múc nước nên ta cũng không mang qua cho ngươi. Cảm ơn công tử cảm ơn viên thập đại ca lâm tiểu trúc nhận lấy hà bao cũng không có đến tới đến lui như trước mà lập tức cất vào ngực sau đó nàng đi nhấc thùng gỗ lên bắt đầu múc nước lúc này sắc trời không còn sớm múc nước xong nàng còn muốn về tắm rửa trời tối quá thì không tốt nên phải tranh thủ một hơi đổ đầy ba bồn nước lâm tiểu trúc mới thẳng lưng thở hổn hển hiện giờ không thể so với trước kia ngoại trừ buổi sáng phải quét dọn vệ sinh thì việc học đao công và trước công cũng hao tổn khá nhiều thể lực. Mà trước khi ăn cơm, nàng còn luyện điên trước đến mấy chục lần nên giờ mút nhiều nước như vậy, nàng cảm giác cánh tay và thắt lưng đã không còn là của mình. Dù ở hiện đại nàng không phải là kiện tướng thể dục thể thao nhưng cũng biết chút kiến thức căn bản. Tập luyện quá căng sẽ dẫn tới việc cơ bắp và thân thể sinh bệnh. Lúc này nàng đang độ tuổi trưởng thành, càng phải chú ý tới việc này nhưng vừa rồi đã cam đoan trước mặt viên thiên giả nên dù thế nào, nàng cũng phải đổ đầy hai bồn nước còn lại. Sáng mai múc nước ít hơn một chút là được rồi. Lâm Tiểu Trúc đứng thẳng lưng, đang tính tiếp tục múc nước thì viên thập từ trong phòng chạy ra nói, công tử nói nếu mệt mỏi thì nghỉ đi, không cần miễn cưỡng, người có thể trở về nghỉ ngơi. Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn cửa phòng mở rộng ở xa, lắc đầu cảm ơn công tử, nhưng không cần, ta múc xong mới nghỉ, nói xong lại đem giỏ tre ném vào giếng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bóng dáng gầy yếu nhưng lại vô cùng kiên nghị viên thiên giả nhếch miệng đứng yên bất động cho đến khi lâm tiểu trúc gian nan đổ đầy bồn nước cuối cùng hắn mới nói kêu nàng vào đi nói xong xoay người ngồi xuống ghế công tử lâm tiểu trúc lúc này toàn thân rã rời tuy rằng cuối mùa thu nhưng quần áo trên người đều ướt đẫm mồ hôi nhưng nàng vẫn đứng thẳng tắt ánh mắt nhìn viên thiên giả bình tĩnh mà an nhiên không biết vì sao thấy lâm tiểu trúc như vậy viên thiên giả cảm giác như bị người dùng sức đụng trúng cảm giác đau đớn rầu rĩ hắn chỉ vào ghế đối diện nói ngồi xuống tạ à, công tử lâm tiểu trúc không khách khí mà ngồi xuống viên thiên giả lấy trong lòng một cái bình nhỏ mở nút đổ ra một viên thuốc đưa cho lâm tiểu trúc ăn đi lâm tiểu trúc không xa lạ gì với viên thuốc này khi theo viên thiên giả rời khỏi hạ gia thôn nàng cũng từng được cho ăn một viên như thế có điều khi đó ngây thơ không biết cũng không hiểu viên thiên giả nên không biết nó trân quý đền giường nào. Bây giờ nhìn thấy nó được cất kỹ trong ngực của viên thiên giả mà cái bình đựng thuốc cũng lóng lánh, tinh mỹ dị thường, nàng liền biết thuốc này không đơn giản, hẳn là khó mà có được. Dù trong tư tưởng nàng cho rằng mình ngang hàng với viên thiên giả, nhưng tôn ti trật tự vẫn biết, cho nên vội lắc đầu, công tử, thuốc này trân quý, không phải là thứ tiểu trúc có thể hưởng thụ, tiểu trúc ngàn vạn lần không dám nhận. Viên thiên giả nhớ mày, bảo ngươi ăn thì ăn đi, nhiều lời làm gì. Đây chính là thứ tốt. Nếu chủ tử đã ra lệnh, mình không ăn thì là đứa ngốc cho nên Lâm Tiểu Trúc không từ chối nữa, nhận lấy viên thuốc, bỏ vào miệng. Ngậm lấy. Viên thiên giả lại nói. Nga. Lâm Tiểu Trúc ngậm viên thuốc trong miệng, cảm giác khó mà nói chuyện. Thuốc này cần có thời gian hòa tan, nàng cũng không muốn cứ ngồi ngây ngốc ở đây. Đứng lên thi lễ, lúng búng nói cảm ơn công tử, nếu không còn việc gì nữa, tiểu trúc trở về đây. Viên thiên giả nhìn sắc trời, gật đầu đi đi. Nhìn lâm tiểu trúc đi ra cửa, bóng dáng dần biến mất trong ánh hoàng hôn, viên thiên giả đi đến bên bàn học, cầm bút viết một phương thuốc cho viên thập, ngày mai chiếu theo đơn này mà bốc thuốc rồi vụn trộn đổi thuốc của lão gia tử, đừng để cho Trương Đông phát hiện. Dạ. Viên thập nhận lấy phương thuốc, cẩn thận tất vào lòng, tin tưởng vào phán đoán của công tử rằng phương thuốc của lão gia tử có gì đó không ổn. Bệnh lâu thành y công tử đã từng bị trúng độc suýt chút nữa là mất mạng trải qua thời gian dài cũng không tốt lên cho tới giờ vẫn còn bị ho khan cũng vì vậy mà công tử học y trở nên y thuật bất phàm không chút khoa trương mà nói trong thiên hạ đại phu có y thuật cao minh so với công tử chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay cho nên công tử tự mình bắt mạch kê đơn cho lâm tiểu trúc tuyệt đối hữu hiệu hơn lão gia tử nhiều dù lão gia tử biết y thuật nhưng trình độ cũng như các đại phu bình thường khác thôi viên thuốc dần dần tan trong miệng trong đắng có ngọt còn có mùi bạc hà cũng không khó ăn lắm khi lâm tiểu trúc tắm rửa giặt quần áo xong cảm thấy trong bụng có luồng khí nóng toàn thân trở nên ấm hơn rất thoải mái mọi mệt mỏi cũng tan biến cảm thấy cả người khoan khoái tràn ngập năng lượng nàng nằm trên giường dựa theo phương pháp của lão gia tử mà tập luyện cảm giác luồng nhiệt lưu chuyển quay thân hơn nữa còn kết hợp dòng khí ngưng tụ được do luyện tập mà trở nên lớn hơn lâm tiểu trúc mừng rỡ Lão gia tử đã nói, người có tư chất tốt, luyện hơn một tháng sẽ cảm nhận được luồng khí mà người thân thể kém, phải luyện nửa năm mới cảm nhận được. Thể chất của nàng như vậy, không ngờ chỉ mới ăn một viên thuốc vào đã có cảm giác như thế, có thể thấy được thuốc này trân quý cỡ nào. Có thứ này hỗ trợ, nàng hẳn có thể luyện công phu. Chiếu theo phương pháp của lão gia tử, dẫn luồng khí kia chậm rãi lưu chuyển, tuy chỉ được một đoạn ngắn liền ngừng lại, không thể phá tan huyệt vị nhưng nàng biết như vậy đã là tiến bộ vượt bậc rồi chỉ cần có luồng khí này thì sớm hay muộn việc đạo cũng sẽ được giải khai luyện một canh giờ nàng mới dừng lại bình yên đi vào giấc ngủ sáng hôm sau tỉnh lại nàng phát hiện tinh thần tốt vô cùng đầu óc dị thường minh mẫn kiến thức kiếp trước có được đều nhớ rõ mồn một làm cho nàng vừa mừng vừa sợ nằm trên giường vận công phát hiện luồng khí kia vẫn còn ở đan điền thật tốt quá lâm tiểu trúc vui vô cùng khi mọi người lục tục đi rửa mặt rồi ra ngoài luyện công lâm tiểu trúc mới rời giường nhanh chóng rửa mặt rồi đến giếng múc nước a à, a à, nàng không nhịn được cao hứng kêu thành tiếng giỏ tre nhẹ hơn rất nhiều điều này chứng tỏ khí lực của nàng lớn hơn trước thật sự là quá tốt nếu có thể xin công tử một hai viên nữa thì tốt biết bao nhưng rất nhanh lâm tiểu trúc đã gạt bỏ ý nghĩ này trong đầu thuốc này kỳ diệu như vậy không biết quý đến cỡ nào may mắn được ăn hai viên đã là khó có được rồi làm người không thể quá tham lam cần phải dựa vào chính mình nhanh chóng quét dọn xong lâm tiểu trúc cũng không múc nước để luyện lực cánh tay như trước nàng về phòng ngồi xếp bằng trên giường ngũ tâm hướng lên trời vận khí lần nữa liền cảm nhận được luồng khí kia lưu chuyển nàng tin chỉ cần luyện tập thêm khí lực của nàng nhất định sẽ tăng trưởng rất nhanh có thể nhanh hơn cách múc nước luyện lực cánh tay nhiều luyện như vậy không chỉ tiến bộ chậm mà một tháng sau cũng không tăng bao nhiêu khí lực quan trọng nhất là bắt tay sẽ rất thô một nữ hài tử mà cánh tay cơ bắp quá thì sẽ rất khó coi nha đến khi nghe được tiếng người trong viện lâm tiểu trúc mới dùng khí đang điền chậm rãi thu hồi ý niệm mở to mắt cố kiềm chế ý cười đang lan tràn cùng mọi người ăn sáng xong mới cùng tô tiểu thư chu ngọc xuân đi đến ban trù nghệ tiết học đầu tiên chính là nguyên liệu nấu ăn thừa dịp du giáo tập chưa tới lâm tiểu trúc lại ôn tập cho mọi người một lần Kiếp trước nàng làm đệ tử hơn 20 năm, đối với quy định, yêu cầu của các cuộc thi thế nào đều nhớ lại rồi nói cho mọi người biết. Đương nhiên khi ôn tập phải tránh người của tổ khác. Nếu muốn đạt danh hiệu đệ nhất, không chỉ khích lệ tinh thần học tập của mọi người mà còn phải giữ bí mật phương pháp học tập của mình. Dù giáo tập tổ chức cuộc tỉ thí này, mục đích là để kiểm tra kiến thức bọn họ học được trong mấy ngày qua, cho nên mỗi người đều phải trải qua kiểm tra, sau đó hắn sẽ chấm điểm rồi cộng tổng điểm chia đều tổ nào có điểm bình quân cao nhất thì sẽ thắng. Vì vậy yêu cầu mỗi người khi kiểm tra đều phải cố gắng hết sức thì mới có được số điểm cao. Dương Vũ lười biến được Lâm Tiểu Trúc kích lệ tinh thần cũng cùng cả tổ ôn tập, quyết tâm lấy vị trí đầu bảng. Thật tốt quá, tối nay chúng ta lại được ăn món ngon rồi, là du giáo tập làm cho chúng ta ăn nha. Chu Ngọc Xuân vừa nghe du giáo tập tuyên bố kết quả đã reo lên. Dương Vũ bình thường luôn yểu xìu giờ hai mắt cũng sáng rỡ, miệng cười toe toét, trầm ổn như tô tiểu thư, trầm mặt như hạ sơn cũng tươi cười rạng rỡ. Cố lên! Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ thường được ăn ngon. Lâm tiểu trúc rèn sắt khi còn nóng, khích lệ mọi người. Đứng đầu phân biệt nguyên liệu nấu ăn thì tính là gì, chỉ cần để ý một chút, ai cũng làm được. Có bản lãnh thì chúng ta so tài trong cuộc thi điên trước sắp tới đi, tổ các ngươi có dám nhận khiêu chiến với chúng ta không? Thanh âm một nam hài vang lên lâm tiểu trúc nhìn thoáng qua nhíu mày không cần nhìn cũng biết người lên tiếng là ở tổ một có quan hệ khá tốt với ngô bình cường tên gọi hùng đại tráng người này bộ dáng cao lớn có khí lực tốt nhất trong ban trù nghệ tứ chi càng phát triển thì đầu óc càng teo tóc thôi tục ngữ nói vật hợp theo loài người đi theo nhóm trong tình huống không xung đột lợi ích bình thường mọi người đều muốn quan hệ với người cùng đẳng cấp với mình ngô bình cường là người thông minh lại có tâm cơ mà dính với Hùng Đại Tráng như vậy, làm cho Lâm Tiểu Trúc không thể không hoài nghi động cơ của hắn. Một người đơn thuần lại có thân thể cao to, nhất định sẽ là một mảnh tướng luôn xung phong đi đầu hoặc là người đỡ đạn rất tốt, mà lúc này cũng đã nhận ra được tác dụng của hắn. Nếu những lời vừa rồi là do Hùng Đại Tráng tự nghĩ ra, có đánh chết nàng cũng không tin. Rõ ràng là phong cách của Ngô Thái Vân nha. Quả nhiên, Hùng Đại Tráng đã dừng lời mà tổ ba vẫn không ai lên tiếng. Ngô Thái Vân liền cười nói, "Sao? Tổ các ngươi có dám cùng chúng ta thi điên chứ không?" Ngươi, Chu Ngọc Xuân hung hăng muốn phản kích lại nhưng lại không nói nên lời. "Nếu là điên trước, đúng là thực lực của tổ mình không bằng tổ một nhưng lại không phục, vì thế không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngô Thái Vân như hận không nuốt nàng vào bụng được." "Chu Ngọc Xuân, ngươi trừng cái gì mà trừng? Ngươi có bản lãnh thì nhận khiêu chiến của chúng ta đi, nếu không dám thì là người nhát gan, yếu kém." sau này đừng ở ban trù nghệ mà vênh váo tự đắc nữa dù cho các ngươi có giỏi nguyên liệu nấu ăn hay đao công nhưng không điên chức được không thể đứng bếp thì có ích gì đến cuối cùng cũng sẽ bị đá ra khỏi ban trù nghệ thôi ta thấy chi bằng hiện giờ tự động rời đi thì hay hơn nếu không ta cũng ngại thay cho các ngươi ngô thái vân nói với chu ngọc xuân nhưng mắt lại nhìn lâm tiểu trúc biểu lộ sự khinh thường từ sau khi bị giáo huấn nàng có một đoạn thời gian khiêm tốn hẳn đối với ai cũng thân thiết dễ gần nhưng chuyện nàng mật báo ai cũng biết nên không ai thèm để ý tới nàng nàng đành phải lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tươi cười tình cảnh mới đỡ hơn một chút trong cuộc thi phân ban nàng bị chu giáo tập của tam ban cự tuyệt khiến nàng trở thành trò cười của mọi người càng làm nàng hận lâm tiểu trúc hơn nữa sau khi vào ban trù nghệ lâm tiểu trúc biểu hiện giỏi hơn ca ca mà nàng luôn sùng bái nhất làm cho nàng càng hận càng không cam lòng càng không thể chấp nhận được Dựa vào cái gì mà Lâm Tiểu Trúc được mọi người tán dương còn mình lại bị vỉ nhổ? Dựa vào cái gì mà nàng chống đối giáo tập không bị phạt còn mình lại bị đánh trước mặt mọi người? Không phải các giáo tập bao che cho nàng, không phải ban Trù nghệ đưa ra cuộc thi để cạnh tranh sao? Hôm nay bổn cô nương đã nắm được nhược điểm của Lâm Tiểu Trúc, sẽ hung hăng dẫm nàng dưới chân, xem nàng còn đắc ý kiêu ngạo thế nào nữa. Ngô Thái Vân, ngươi không cần khi người quá mức. Tô tiểu thư biết Chu Ngọc Xuân xúc động bị Ngô Thái Vân kích động sẽ không chống đỡ được nên mới liền tiến lên đối đầu với nàng. Ta quá mức. Ngô Thái Vân kêu lên, nói với người của tổ 1, tổ 2 chúng ta chẳng qua muốn cùng các nàng tỷ thí thôi, đây cũng là điều các giáo tập đề xướng, yêu cầu này quá mức sao. Hôm qua thi đao công, hôm nay thi nguyên liệu nấu ăn đều bị các nàng đoạt mất danh hiệu đệ nhất, chẳng lẽ chúng ta khiêu chiến với bọn họ là quá mức. Ai quy định chỉ cho phép các nàng thắng mà không cho người khác so tài. Mọi người nói xem, chúng ta là vậy có quá mức hay không không riêng gì tổ một của ngô bình cường mà tổ hai của chu hòe cũng rất khó chịu vì tổ một liên tục đoạt quán quân hai lần bị ba nữ nhi cùng một nam nhân lười biến đè đầu thật không dễ chịu chút nào nha lúc này thấy ngô thái vân của tổ một ra mặt khiêu chiến bọn họ đương nhiên là vui vẻ đứng xem náo nhiệt đấu điên trước tổ ba khô là cái chắc chèn ép được các nàng thật đúng là chuyện tốt chu hòe lập tức hưởng ứng lâm tiểu trúc đấu đi các ngươi đã đứng nhất hai lần cho dù thua trước công cũng đâu đến nỗi đúng không nhưng nếu không dám nhận lời khiêu chiến của người ta thì thật là tệ nha nếu không có can đảm sau này thi đao công hay là nguyên liệu nấu ăn các ngươi cũng quên đi chỉ muốn thắng mà không chịu thua không phải là khí khái anh hùng các ngươi đúng là khi dễ người mà thấy tổ chúng ta nhiều nữ nhân liền khiêu khích chuyện khó vậy mà ngươi cũng nói ra được thật không có khí phách nam nhi chu ngọc xuân cũng không chịu thua mặt mày đỏ bừng nước mắt cũng sắp rơi ra thấy lâm tiểu trúc vẫn thản nhiên đứng nhìn liền vội vã đẩy nàng tiểu trúc ngươi mau lên tiếng đi nói chuyện nàng còn có mặt mũi nói chuyện sao yếu hèn chính là yếu hèn không dám nhận khiêu chiến thì còn mặt mũi nào để nói chuyện nữa nếu đã vậy sau này chúng ta cũng không cần so tài đao công nữa tổ các nàng nhiều nữ hài thực tiện nghi nha chúng ta tội gì làm nền cho người khác chu hòe tổ các ngươi có cố gắng cũng vậy ta thấy các ngươi cũng đừng so đo với các nàng nữa. Ngô Thái Vân thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, càng đắc ý. Cũng được. Chu Hoè reo lên, các nàng đã nhát gan như thế, chúng ta cũng không thể giống như các nàng. Sau cái gì, thi thế nào, đều do các giáo tập an bài, đâu đến lượt các ngươi không phục? Không phục có thể đi nói với các giáo tập nha. Thừa dịp bọn họ không có mặt thì khi dễ chúng ta thì có bản lãnh gì chứ? Tô Tiểu Thư tuy trầm ổn nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương 13 tuổi, bị khi dễ như vậy cũng nhịn không được mà lên tiếng. Các giáo tập an bài là trong bài giảng, ngoài bài thì không có quy định không cho so tài A. Chu Hòe đáp. Ngô Thái Vân không muốn mọi người dời đề tài, nhìn thẳng Lâm Tiểu Trúc nói đừng nhiều lời nữa, Lâm Tiểu Trúc, lên tiếng đi, đấu hay không đấu. Nếu không dám, hãy ngoan ngoãn nhận thua, kêu to ba tiếng, ta vô năng. Nói xong, nàng rất đắc ý, dù sao thì hôm nay lâm tiểu trúc bị mất mặt là cái chắc rồi không nhận lời thì sẽ tự hủy thanh danh của mình so với thi đấu bị thua càng nhục nhã hơn hai chữ vô năng cũng phải đơn giản dù thế nào hôm nay lâm tiểu trúc không thể thoát được lâm tiểu trúc không nói gì chỉ nhìn ngô thái vân hồi lâu mới nhíu mày nói ngươi nói so thì phải so sao ngươi nói ta vô năng thì ta vô năng sao ngươi không phải là giáo tập cũng không phải là công tử lời nói ra chính là quy định ngươi muốn đấu ta dựa vào cái gì mà điên với ngươi đến lúc này lâm tiểu trúc mới lên tiếng còn nói những lời như vậy ngô thái vân cho rằng nàng sợ nhưng ngoài mặt tỏ ra trấn định cũng chỉ là miệng cọc gan thỏ cho nên cười nhạo đáp tuy ta không phải là giáo tập càng không phải là công tử nhưng là bạn cùng trường với ngươi hạ chiến thư khiêu chiến ngươi vẫn có thể nếu ngươi không nhận lời thì chính là không có gan ta có gan hay không không cần ngươi lo có điều nếu ngươi muốn đấu thì không phải không được nhưng ngươi đã khiêu chiến thì quy củ thi đấu phải do ta định nếu không không cần nhiều lời nhưng cũng phải nói cho rõ không phải ta không dám sao mà là ngươi không dám không phải ta không có can đảm mà ngươi mới là kẻ nhát gan suy chúng ta không dám thật sự là cười đến rụng răng ngươi muốn định thì cứ định ta xem ngươi có thể ba hoa tới mức nào thực lực không có bao nhiêu mà còn mạnh miệng ngô thái vân khẳng định lâm tiểu trúc sẽ thua chắc vì vậy phải làm sao cho nàng nhận lời khiêu chiến cho nên lui một bước cũng không sao lâm tiểu trúc cao thấp đánh giá ngô thái vân một chút quay mặt đi chỉ bằng ngươi nhân phẩm của ngươi ta không tin được kêu ca ca ngươi ngô bình cường đi ra nói chuyện ngươi khinh thường trắng trợn làm ngô thái vân tức đến đỏ mặt nhưng không thể tiếp tục cãi vã chuyện này sợ lâm tiểu trúc lôi chuyện cũ ra nói chuyện của nàng đám nữ tự biết rõ nhưng các nam hài lại không nàng cũng không muốn thanh danh bị hỏng ở ban trù nghệ được rồi quy củ sẽ do ngươi định muội muội ta nói thế nào thì cũng là lời của ta ngô bình cường đứng phía sau vẫn không lên tiếng rốt cuộc đã mở miệng lâm tiểu trúc quay đầu nhìn hùng đại tráng cười hỏi các ngươi có ý kiến gì không không có chúng ta đều nghe ngô bình cường mấy người này đương nhiên là tùy ngô bình cường sai đâu đánh đó tốt lắm lâm tiểu trúc đang muốn nói chuyện lại bị chu ngọc xuân kéo ống tay áo nhỏ giọng nói lâm tiểu trúc muốn đấu thật sao chuyện này không phải chỉ nói vài ba câu khó nghe là xong mà sẽ làm chúng ta mất hết thể diện nha tuy nàng rất muốn kiên cường nhưng đã biết thua mà vẫn còn đấu không phải cho người ta cơ hội mần nhục mình sao lâm tiểu trúc vỗ vỗ tay chu ngọc xuân an ủi nàng quay sang nói với ngô bình cường tổ các ngươi năm người tổ chúng ta cũng năm người không cần giáo tập chấm điểm chúng ta liền một chọi một đi tổ nào thắng ba trận coi như là thắng tổ các ngươi lên trước ngô bình cường do dự một chút Hắn biết Lâm Tiểu Trúc rất thông minh, đưa ra quy định như vậy nhất định là có lợi cho các nàng. Lâm Tiểu Trúc không để cho hắn có thời gian chần chờ, lạnh giọng nói, vừa rồi khí bức người ép chúng ta phải đấu, còn đáp ứng quy định do ta quyết sao giờ lại do dự. Sợ rồi sao? Quên đi, vậy thì khỏi đấu. Có điều các ngươi thấy rồi đó, không phải chúng ta không dám mà bọn họ làm rùa đen rút đầu nha. Kaka. Ngô Thái Vân nóng nảy, vội túng lấy cánh tay của Ngô Bình Cường đừng do dự nữa, làm theo lời nàng nói đi. So thế nào thì người thua cũng là các nàng. Hùng Đại Tráng cũng lên tiếng thúc giục. Không phải chứ. Ngô Bình Cường ngươi sợ lâm tiểu trúc sao? Tổ các ngươi toàn người cao to mà tổ các nàng toàn là nữ tử, người ta đưa ra quy định như vậy cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi nha. Vậy mà còn do dự, Ngô Bình Cường, ngươi có phải là nam nhân không? Chu Hòe không quen nhìn Lâm Tiểu Trúc cũng không ưa Ngô Bình Cường liền lên tiếng khích bác hai bên giao chiến tất có thương vong cổ của hắn sẽ là ngư ông đắc lợi nha được làm theo lời ngươi nói đi ngô bình cường bị mọi người hối thúc đến hồ đồ không có cách nào suy nghĩ cẩn thận được nữa liền lên tiếng đáp ứng hùng đại tráng nói đúng thực lực như thế người thua chắc chắn là các nàng còn do dự nữa sẽ bị người ta chế giễu giờ nghỉ ngơi các ngươi không luyện đao công mà ở đây ầm ĩ là sao mã giáo tập từ ngoài đi vào nghiêm khắc nói trong phòng nhất thời yêu tỉnh lại, ai nấy đều chạy về chỗ của mình, không dám lên tiếng. Mã Giáo Tập, tổ một chúng ta muốn so tài trước công với tổ ba, có thể nhờ ngài bớt chút thời gian mà làm giám khảo được không? Có cơ hội để công kích Lâm Tiểu Trúc, Ngô Thái Vân nhất định không chịu buông tha. Hơn nữa nàng thấy Mã Giáo Tập không có hảo cảm với Lâm Tiểu Trúc, nếu có thể tranh thủ hắn thì trận đấu này càng thêm thú vị. Nàng còn chưa nói xong, người đã ngẩn ra, mắt nhìn ra cửa toát lên sự kinh hãi. Viên thiên giả đang đứng ngay cửa, bên cạnh hắn là một thiếu niên xa lạ khoảng chừng 15, 16 tuổi, mình mặc trường bào nguyệt sắc theo hoa, gương mặt tuấn tú vô cùng, về dung mạo hay khí chất đều không thua gì viên thiên giả. Hai người cùng vài tùy tùng đang từ cửa đi thẳng đến chỗ nàng. Nếu như vừa đến Sơn Trang, nhìn thấy hai vị nhân tài xuất chúng, nhất là công tử thân phận bất phàm nhìn mình, Ngô Thái Vân nhất định sẽ vui như mở cờ trong bụng. Nàng rất tự tin vào sắc đẹp của mình, mặc kệ hắn là vương tôn công tử gì, nhất định sẽ phải quỳ dưới váy của nàng. Nhưng từ sau sự kiện kia, nàng thực sự rất sợ viên thiên giả, cẩn thận để không chọc giận đến hắn. Lợi khí mỹ mạo dường như cũng không có tác dụng gì với hắn. Cho nên lúc này ở trước mặt mã giáo tập đưa ra yêu cầu như vậy, nàng không biết có chọc giận hắn hay không, sợ hắn mất hứng lại trừng trị nàng. Công tử, người xem, mã giáo tập không trả lời Ngô Thái Vân mà xoay người sang viên thiên giả, chắp tay nói nếu là chuyện khác hắn có thể làm chủ dù sao đây cũng là thời gian dạy học của hắn công tử đưa đường công tử đến nhìn cũng không gây trở ngại gì nhưng chuyện liên quan tới lâm tiểu trúc hắn không dám tự quyết không biết ý công tử thế nào vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn so với trước công quả nhiên viên thiên giả liếc ngô thái vân một cái nhíu mày hỏi dạ lâm tiểu trúc đã đáp ứng sẽ so với chúng ta viên thiên giả nhớ mày làm ngô thái vân càng không yên lòng vội đổ trách nhiệm sang Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc, nói nói, sao lại thế này? Tuy nói này ban trù nghệ là do ba giáo tập quản nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong sơn trang, viên thiên giả đều nắm rất rõ. Hắn đương nhiên biết tổ của Lâm Tiểu Trúc có thực lực yếu nhất về chức công, mà nàng lại đáp ứng đấu với tổ của Ngô Bình Cường, chắc là có nguyên nhân. Lâm Tiểu Trúc khi lễ đáp, hồi công tử nói, vừa qua đã diễn ra cuộc thi tài về đao công và nguyên liệu nấu ăn, đều do tổ chúng ta đứng đầu tổ một liền đưa ra yêu cầu muốn tỉ thí trước công với tổ chúng ta chúng ta cũng đã đáp ứng mọi người cũng biết bọn họ khiêu chiến còn quy định là do chúng ta đưa ra cho nên ngô thái vân mới muốn mời mã giáo tập làm giám khảo nàng nói rất khách quan không giúp tổ một dấu giếm sự đắc ý nhưng lại làm mọi người không thể phản bác sự thật là thế mà viên thiên giả nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc khóe miệng khẽ nhếch lên xoay mặt nói với thiếu niên bên cạnh viễn ninh không phải ngươi nói nhàm chán sao các học đồ muốn tỉ thí chúng ta liền ở lại xem náo nhiệt đi đường viễn ninh nhìn lâm tiểu trúc rồi lại nhìn viên thiên giả khóe miệng cũng công lên đi đi xem náo nhiệt viên thập đi sau nghe vậy liền vội chạy ra ngoài cũng không biết hắn làm cách nào mà chỉ lát sau đã cùng đám người viên lâm mang đến hai cái ghế dựa và bàn trà trong tay còn cầm một mình trà nóng hai ly trà châm cho hai vị công tử mã giáo tập không thể ngồi trước mặt hai vị công tử đành phải đứng viên thiên giả không hỏi lâm tiểu trúc quy định trận đấu thế nào mà nhìn ngô bình cường và hùng đại tráng to cao lực lưỡng lại nhìn lâm tiểu trúc và chu ngọc xuân gầy yếu tông teo trên mặt không có biểu cảm gì thản nhiên hỏi ngô bình cường lâm tiểu trúc đưa ra quy định như vậy các ngươi có phục không tuy ngô bình cường không bày mưu đặc kế cho ngô thái vân nhưng nàng làm như vậy cũng do hắn ngầm đồng ý trong tiềm thức của ngô bình cường khi không có các giáo tập hắn thật hy vọng thấy lâm tiểu trúc chật vật cho nên chuyện ngô thái vân làm rất hợp ý hắn nhưng hắn không ngờ, trời núi lâu như vậy, lần đầu tiên làm chuyện mất thể diện này lại bị công tử bắt gặp. Tuy trên mặt công tử không có biểu cảm gì nhưng hắn đã toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tâm tư của hắn làm sao thoát khỏi pháp nhãn của công tử. Nhưng lúc này cũng không thể hủy bỏ trận đấu, công tử đã mời đường công tử ở lại xem, hắn không thể rút lui, nhận thua với tổ ba, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Cho nên hắn làm sao dám nói không phục, chấp tay đắc, quy định này công bằng, chúng ta không có gì không phục khóe miệng của viên thiên giả lại công lên tốt lắm. Quay đầu nhìn du giáo tập và tần quản sự cũng đứng trong đám đông, khẽ gật đầu với bọn họ, tần quản sự dạy trước công, vậy ngươi làm chủ trì cuộc tỷ thí này đi. Dạ. Tần quản sự đi ra khỏi đám đông, thi lễ với viên thiên giả và đường viễn ninh. Mã giáo tập lui qua một bên, thầm than trong lòng, xem ra vì chuyện của lâm tiểu trúc nên công tử có thành kiến với mình. Tần quản sự sai người chuẩn bị hai chảo thiết và hạt cát, tự mình kiểm tra trọng lượng và đổ cắt vào chảo thiết, sau đó hỏi Ngô Bình Cường, tổ ngươi ai lên trước? Ta trước. Hùng Đại Tráng bước lên. Vừa rồi Ngô Bình Cường đã dặn hắn như vậy. Ngô Bình Cường cũng không phải dạng vừa đâu, chỉ trong chốc lát đã khôi phục tâm trạng. Chuyện đã tới mức này, hối hận cũng vô dụng, chi bằng thắng được trận đấu, làm cho công tử nhìn rõ thực lực của bọn họ. Hùng Đại Tráng xung phong đi đầu cũng không ngoài dự kiến của mọi người. Hắn chính là tiểu tử đã cướp bánh dọc đường đi từ núi ra cùng với Ngô Bình Cường và Lâm Tiểu Trúc. Người xứng với tên, chỉ mới 13 tuổi mà đã cao chừng 1m8, lưng hùng vai gấu, khí lực rất lớn. Hắn cầm cầm lấy chảo thiết, bắt đầu tung hạt cá, điên trước. Nhìn rất thoải mái. Tần quản sự dạy trước công theo cách căn bản nhất, giống như hùng đại tráng vậy, chỉ cần khí lực lớn, thêm điên trước có chút kỹ xảo nữa là đủ. Hùng đại tráng không có tâm nhãn nhưng cũng không phải ngốc, dù động tác điên trước không được hoàn mỹ nhưng cũng không có hạt cát nào văng ra ngoài. Quy định của Lâm Tiểu Trúc cũng không khống chế thời gian, chỉ nói một chọi một, chỉ nói số lượng và chất lượng, ai tung cao hơn thì thắng cho nên hùng đại tráng còn khí lực thì phải tiếp tục điên trước. Lát nữa để ta trước. Hạ Sơn vẫn luôn yên lặng đứng sau Lâm Tiểu Trúc, lúc này mới lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc quay đầu, nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể làm được bao nhiêu lần? Hạ Sơn nghĩ nghĩ, không chắc chắn đáp chừng 7, 80 cái nhưng nếu cố hết sức, tập trung một chút cũng không đến nổi thua. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy rất ấm áp, Hạ Sơn không nói nhiều mà luôn dùng hành động để ủng hộ nàng. Biết rõ có thể sẽ thua mà vẫn yêu cầu lên thi đấu đầu tiên. Có điều Hạ Sơn người cao gầy lại có thể điên trước được 7, 80 cái thật ngoài dự kiến của nàng. Nhưng hùng đại tráng đã điên trước đến 92 cái nha. Chu Ngọc Xuân ở bên cạnh rầu rĩ lên tiếng. Nàng không hiểu sao Lâm Tiểu Trúc biết rõ là thua mà vẫn muốn thi đấu. Tuy nàng luôn tin Lâm Tiểu Trúc, tuy vừa rồi Lâm Tiểu Trúc còn nháy mắt với nàng nhưng nghĩ thế nào, nàng vẫn không thấy có phần thắng. Ngay cả Tô Tiểu Thư hiểu Lâm Tiểu Trúc nhất cũng có vẻ mặt lo lắng kìa, có thể thấy được là nàng cũng không tin nha, trừ phi Lâm Tiểu Trúc và Chu Ngọc Xuân nàng đột nhiên uống thuốc tăng lực, lập tức biến thành đại lực sĩ, nếu không thì thua thảm rồi. Liếc mắt nhìn Dương Vũ vẫn lười biến đứng một chỗ, điềm nhiên như không có việc gì lửa giận của Chu Ngọc Xuân rốt cuộc cũng có chỗ phát tác, Dương Tiểu lại, ngươi có phải ở tổ chúng ta không? Sao không có chút lo lắng nào cả? Dương Vũ tà nghệ liếc nàng một cái, vẻ mặt khinh thường cuộn công ngươi ngủ chung phòng với Lâm Tiểu Trúc, vậy mà lại không hiểu nàng. Nếu nàng không nắm chắc mà dám đáp ứng, còn đưa ra quy định như vậy sao? Ngươi là đầu người ốc heo sao? Cái gì? Chu Ngọc Xuân hiếm có lúc không so đo với Dương Vũ, vội kéo áo Lâm Tiểu Trúc hỏi, ngươi nắm chắc sao? Nói mau, làm thế nào? Thanh âm hưng phấn. Hư. Lâm Tiểu Trúc vội bảo nàng đừng lên tiếng, đợi mọi người lại tập trung vào chỗ hùng đại tráng mới nói, mọi người nếu muốn thắng thì xin hãy tin ta, nghe theo sự sắp xếp của ta. Không thành vấn đề. Lâm Tiểu Trúc ngươi nói thế nào chúng ta sẽ làm thế đó. Chu Ngọc Xuân vẫn là người lên tiếng trước. Lâm Tiểu Trúc nhìn vẻ mặt vui vẻ của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. 101, 102, 103, Tần quản sự đếm đến đây thì Hùng đại tráng rốt cuộc cũng dừng tay. Qua, 103 ha, thật là lợi hại. Trong cuộc thi lần trước, Hùng đại tráng chỉ mới làm đến 50 cái thì Mã Giáo Tập đã bảo ngừng, không ngờ hắn có thể làm một hơi đến hơn trăm cái. Tốt lắm, tổ các ngươi, ai lên? Tần quản sự thở hổn hển, quay đầu hỏi tổ ba. Lâm Tiểu Trúc liền đẩy Chu Ngọc Xuân, Chu Ngọc Xuân, ngươi lên đi. A, à, ta à. Chu Ngọc Xuân chỉ vào mũi mình, vẻ mặt kinh ngạc. Tổ này, ngoại trừ Lâm Tiểu Trúc thì nàng có khí lực nhỏ nhất, nhiều nhất chỉ có thể điên trước khoảng 12, 13 cái, đem nàng so với Hùng Đại Tráng, không phải là muốn bị chê cười sao. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, đúng, chính là ngươi. Nghe lời Lâm Tiểu Trúc đi. Tô Tiểu Thư nghe Dương Vũ nói lúc nãy, đã bình tâm trở lại, thấy Chu Ngọc Xuân nhăn nhó liền thúc giục nàng. Dương Vũ ở bên cạnh cũng đệm vào, vừa rồi còn nói sẽ nghe Lâm Tiểu Trúc hết mà. Chu Ngọc Xuân cắn trăng nói, lên thì lên. Nói xong đi lên đài thi. Thấy Chu Ngọc Xuân đi lên, mọi người đang bàn tán liền im bặt. Các ngươi, xác định không có chọn lầm chứ. Chu Hoè quên luôn hiện trường còn có viên thiên giả và đường viễn ninh, chỉ tay vào Chu Ngọc Xuân rồi lại chỉ sang Hùng Đại Tráng, kinh ngạc hỏi. Viên thiên giả ngồi trên ghế chủ vị, đang cùng đường viễn ninh uống trà nói chuyện, thấy tình cảnh trước mắt, khóe miệng lại cong lên. Ngươi thực coi trọng tiểu cô nương kia nha. Đường viễn ninh hưng trí bừng bừng, chăm chú đánh giá lâm tiểu trúc. Viên thiên tà nghệ liếc nhìn hắn, không lên tiếng. Ngô Bình gắt cao nhíu mày, không hiểu quy định của lâm tiểu trúc còn chứa huyền cơ gì. Ngô Thái Vân thấy sắc mặt ca ca trở nên khó coi, ngạc nhiên hỏi ca ca, làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi rất khó coi, chẳng lẽ Chu Ngọc Xuân có thể thắng hùng đại tráng sao? Ngô Bình cường lắc đầu, thở dài một hơi, tai thắng ai bại còn chưa biết được. Cái gì? Ngô Thái Vân hoảng sợ. Ngươi nói Chu Ngọc Xuân có thể thắng Hùng Đại Tráng sao? Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Ngô Bình cường lúc này không có tâm tình để ý tới nàng, lắc đầu, không lên tiếng. Ngô Thái Vân vẫn lại nhảy hỏi, ca, ngươi nói đi, Chu Ngọc Xuân sao có thể? Tâm miệng. Sắc mặt của Ngô Bình cường xanh như đít nhái cũng do đường muội này nhiều chuyện làm cho nhân phẩm khí độ của hắn đều bị mất điểm trước mặt công tử lại thêm một lần thất bại trước lâm tiểu trúc ngô thái vân há hốc mồm nhìn ngô bình cường hồi lâu vẫn chưa có phản ứng không hiểu sao đường huynh luôn yêu thương nàng lại nổi giận hơn nữa rõ ràng là chu ngọc xuân không thể thắng được hùng đại tráng nha lúc này trên đài chu ngọc xuân đã cầm lấy chảo thiết bắt đầu điên trước có hùng đại tráng vừa rồi để so sáng nên càng nổi bật dáng người nhỏ gầy của chu ngọc xuân trong cuộc thi lần trước, nàng chỉ làm được 12 cái, lần này bị mọi người nhìn chăm chú, áp lực tâm lý lớn hơn nên chỉ mới làm được 10 cái, tay chân đã mềm nhũng, rốt cuộc không thể nhấc tay được nữa. 10 cái Tần quản sự lắc đầu la lớn Lâm Tiểu Trúc, Chu Ngọc Xuân luyến tiếc buông chảo thiết, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, bộ dáng như sắp khóc. Không có gì, làm vậy là tốt rồi. Lâm Tiểu Trúc tiến lên dìu nàng đi xuống. Hai người thật kém quá xa đi, mười cái so với một trăm ba cái thật là một trời một vượt nha tiếng bàn tán lại vang lên đúng nha không biết lâm tiểu trúc có chủ yếu quỷ quái gì khoan đã có người thông minh nghĩ ra gì đó nhưng vẫn chưa nắm bắt được vấn đề tổ một ai lên tần quản sự mặc kệ bọn họ bàn tán nghiêm túc chấp hành chức trách của mình ta ngô bình cường sắc mặt cũ dột đi ra phía trước trình tự thi đấu là do hắn đưa ra dựa theo thực lực cao thấp mà làm. Lúc đó, hắn muốn ngay lần đầu tiên đã đánh tan sĩ khí của tổ ba, làm cho mọi người tán thưởng tổ một cũng để công tử biết thực lực của bọn họ, qua chuyện hôm nay sẽ có ấn tượng tốt. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu được, chỉ cần mình lên đài, mặc kệ trình tự thế nào thì Lâm Tiểu Trúc đều có cách ứng đối. Hắn bại còn chưa biết về tay ai. Có thể nói, tổng hợp năng lực thì Ngô Bình Cường là mạnh nhất trong ban trù nghệ. Lúc trước thi thưởng vị, điểm của hắn cũng gần bằng Lâm Tiểu Trúc. Hiện tại dù là phân biệt nguyên liệu nấu ăn hay đao công, thành tích đều rất nổi bật. Bộ dạng tuy không to vạm vỡ như Hùng Đại Tráng nhưng cũng to cao, công phu điên trước vượt qua Hạ Sơn. Tay không trung, khí không xuyển, làm được 78 cái mươi buông chảo thiết, thi lễ với viên thiên viên giả và tần quản sự rồi lui xuống. Phong độ thản nhiên, không có gì để nói. Không đợi tần quản sự hỏi, Lâm Tiểu Trúc đã đứng dậy, không người nói trận này để ta lên đi, có điều khả năng của ta mọi người cũng biết rồi cố gắng thế nào cũng không thể bằng ngô bình cường ván này chúng ta thua thắng bại đã định không cần phải tỉ thí để tránh lãng phí thời gian khả năng điên trước của nàng tần quản sự hiểu rõ nhưng không dám chuyên quyền xoay người hỏi ý viên thiên giả cũng được viên thiên giả lên tiếng không một lời dư thừa tần quản sự liền tuyên bố ván thứ hai tổ một thắng Hắn trận đầu tiên để củng cố ý chí chiến đấu của mọi người vốn là sách lược của Ngô Bình Cường, hiện giờ kết quả cũng như hắn đã dự liệu, thực lực không cân bằng mà thắng liền hai ván nhưng trên mặt tổ một không hề lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này mọi người đều hiểu lời của Ngô Bình Cường lúc nãy, thắng bại còn chưa biết. Lúc trước, Ngô Bình Cường vì thể hiện mình công bằng, có hắn và Hùng Đại Tráng to con lực lưỡng nên chọn hai nam sinh có thực lực yếu nhất vào tổ. Hai nam sinh này có chưa trưởng thành, vóc dáng gầy nhỏ, người còn lại là ngô thái vân đấu với hạ sơn dương vũ và tô tiểu thư của tổ ba cũng chưa chắc chiếm được ưu thế cũng may năm trận bọn hắn đã thắng được hai chỉ cần thắng thêm một ván thì giành thắng lợi cho nên thế cục này vẫn có lợi cho bọn họ chờ một lát muội muội ngươi lên trước đi ngô bình cường điều chỉnh đội hình còn căn dặn dù kết quả thế nào các ngươi vẫn phải duy trì phong độ chỉ để ý năng lực của mình biểu hiện thế nào hắn không kiêu bại không nản công tử và các giáo tập đều ở đây dù thắng hay thua chúng ta không thể đánh mất thể diện dạ thấy ngô bình cường sắc mặt ủ dột mọi người đều bị hắn ảnh hưởng tâm trạng cũng nặng nề theo còn có bất an mơ hồ nghe tần quản sự gọi ngô thái vân lập tức đi lên nhìn hạ sơn dương vũ và tô tiểu thư trong lòng có chút bất an nàng cũng không chắc sẽ thắng được bọn họ trong các nữ tử ngô thái vân trưởng thành sớm vóc dáng cao gầy cân xứng khí lực cũng không nhỏ trong cuộc thi lần trước, nàng điên trước được 20 cái. Lúc này cũng biết hậu quả nghiêm trọng nên cố gắng tập trung, làm được 22 lần. Trong khi tổ một không khí trầm trọng thì tổ ba lại tràn đầy sức sống và ý chí chiến đấu. Lâm Tiểu Trúc lại động viên Hạ Sơn, Tô Tiểu Thư và Dương Vũ, đồng thời cũng phân tích tình huống của đối thủ với bọn họ. Người nào trong cuộc thi điên trước được bao nhiêu cái, khi luyện tập có năng lực thế nào? Nàng đều nói tường tận. Trời ạ, à, Lâm Tiểu Trúc, sao ngươi hiểu rõ tình hình của bọn họ như vậy? Chu Ngọc Xuân đã không còn quể oải như khi xuống đài, ngạc nhiên hỏi Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt ngưỡng mộ. Lâm Tiểu Trúc cười cười, mọi người đều luyện chung một phòng mà, có gì khó đâu. Nàng có thói quen quan sát đối thủ. Ta lại không biết. Chu Ngọc Xuân lào bào. Dương Vũ liếc nàng một cái, cười nhạt, ngươi có thể so với Lâm Tiểu Trúc sao? Ngươi cho rằng ai cũng vô tâm vô phế như ngươi sao? nếu Lâm Tiểu Trúc không có nắm chắc, sao có thể đáp ứng trận đấu này? Chu Ngọc Xuân đột nhiên nhớ lại lúc nãy Dương Vũ mắng nàng là đầu người ốc heo, liền nhớ mày, muốn thù cũ nợ mới tính sổ với hắn một lần thì Lâm Tiểu Trúc đã lên tiếng, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất đi, chúng ta sắp lên đài rồi, không được để thua. Dương Vũ, lát nữa ngươi lên trước, điên trước 23 cái, ta tin đối với ngươi không thành vấn đề gì. Cố lên, thắng thua đều phụ thuộc vào các ngươi. Ta, ta đấu với ngô thái vân dương vũ chỉ vào mũi mình hỏi lại nam sinh đấu với nữ sinh thật làm hắn mất mặt nha ai bảo bình thường ngươi lười như vậy ngay cả tô tiểu thư cũng không bằng chu ngọc xuân nhỏ giọng nói cố không để dương vũ nghe được lâm tiểu trúc đã bảo nàng không được ầm ĩ nàng đương nhiên không dám rồi tuy lần này chưa biết thắng hay không nhưng uy tín của lâm tiểu trúc ở trong tổ đã tăng cao ngô bình cường đấu với ta hùng đại tráng đấu với chu ngọc xuân lâm tiểu trúc đương nhiên biết dương vũ nghĩ gì trừng mắt liếc hắn một cái rồi cười nói có điều nếu ngươi không tin mình sẽ thắng ngô thái vân vậy thì ta sẽ nói tô tiểu thư lên nói xong liền quay mặt đi ai nói ta không tự tin dương vũ liền ngăn nàng lại bị mấy lời khích tướng của lâm tiểu trúc hắn liền kích động không còn bộ dáng lười biếng không để ý việc gì như trước kia nữa chê cười gì mà không có tự tin thắng ngô thái vân chống mắt mà xem đi. Ngô Bình Cường trâu bò kia còn đấu với Lâm Tiểu Trúc có thực lực yếu nhất, hắn đấu với Ngô Thái Vân thì tính là gì đâu. Dương Vũ vừa lười, bộ dạng lại mập mạp nhưng cũng không phải ăn uổng cơm, khí lực cũng có một hai phần. Vừa lên đài đã thoải mái điên trước được 27 cái, tỷ số giờ thành 2, 1. Thấy Lâm Tiểu Trúc đoán gần đúng số lần điên trước của đám người Ngô Thái Vân, lòng tin của Hạ Sơn và Tô Tiểu Thư càng được củng cố. Lại vì bị người khác khiêu chiến, tức giận vẫn bị ngên trong lòng nên khi lên đài liền liều mạng thi đấu, kết quả vượt xa thành tích của chính mình trong kỳ thi trước đó. Cho dù Ngô Bình Cường ra sức động viên hai nam sinh của tổ mình thì kết quả vẫn như Lâm Tiểu Trúc đã tính trước, tổ của nàng liên tục thắng ba trận cuối. Khi tần quản sự tuyên bố kết quả, mọi người đang bàn tán xôn xao liền im bặt, nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng cùng nhìn Lâm Tiểu Trúc, ngoại trừ kinh ngạc còn có kính sợ. Tổ một ban đầu khiêu khích, khí thế bước người đến giờ mặt xám như tro tàn, thảm bại không còn manh giác. Tổ ba vốn bị người dồn đến chân tường mới phản kích, phút cuối lại chiến thắng, biến cái không thể thành có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tổ ba có lâm tiểu trúc, là vì nàng có ý nghĩ thông minh nên mới giành được chiến thắng. Mấy đứa nhỏ này chẳng qua chỉ biết vài chữ, nào có cơ hội đọc được sử ký, đọc qua chuyện tôn tử ngô khởi liệt truyện trong điền kỵ đua ngựa. Phương pháp thoạt nhìn rất đơn giản, công tận từng hiến kế này cho điền kỵ mới được điền kỵ tán thưởng, giới thiệu làm quân sư cho Tề Uy Vương. Mà ở thời đại này, có sử ký hay không chưa biết, cho nên khi Lâm Tiểu Trúc sử dụng phương pháp này mới thấy nàng trí tuệ kinh người, khiến người ta khiếp sợ. Thì ra trận đấu còn có huyền cơ như vậy. Chu Hoè lẩm bẩm, lần này hắn tọa sơn quan hổ đấu, cảm thấy rất thú vị nhưng có một đối thủ như Lâm Tiểu Trúc cũng không phải chuyện tốt gì. Du Giáo Tập đi đến bên cạnh Mã Giáo Tập, cười tủm tỉm, thấp giọng hỏi, sao? Xem trận tỷ thí này mã giáo tập có suy nghĩ gì? Mã giáo tập cười khổ, cảm khái nói ta vẫn cảm thấy công tử quá mức dung túng lâm tiểu trúc, thậm chí vì nàng mà không để ý tới quy củ của Sơn Trang, cũng không nghĩ đến làm đầu bếp mà không có khí lực là không được. Giờ ta mới hiểu được, ánh mắt nhìn người của công tử, ta có thúc ngựa cũng không theo kịp. Đứa nhỏ trí tuệ tuyệt đỉnh như thế, vì nàng phá bỏ chút quy củ của Sơn Trang thì tính là gì? Cho dù Lâm Tiểu Trúc không có khí lực, không điên nổi trước thì đã sao? tài trí như thế, có chuyện gì mà nàng làm không được. Những lời này, ở cuộc thi vào ban trù nghệ, du giáo tập đã từng nói nhưng khi đó hắn không nghe lọt tai, tới lúc này mới thấy thấm thiết. Công tử, tổ ba đã thắng tổ một, đối với việc này công tử có phân phó gì không? Tần quản sự công bố kết quả xong quay sang xin ý kiến của viên thiên giả. Viên thiên giả ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc vẫn rất bình tĩnh, không vì thắng mà đắc ý, trên mặt lộ ra nhu tình khó nhận thấy, mỗi lần học đồ thi đấu với nhau, các ngươi đều ra phần thưởng là thức ăn do các ngươi nấu phải không trận đấu hôm nay cứ theo lệ cũ đi lát nữa mỗi người làm một món ăn cho bọn họ nếm thử dạ tần quản sự du giáo tập và mã giáo tập vội vàng đáp lời tưởng thưởng này không hề đơn giản công tử trước đây sống lưu vong ở nước ngoài hiện tại phải ẩn cư nơi rừng núi hoang vu có quan hệ gần gũi với hắn thường xuyên đến thăm hắn cũng chỉ có biểu đệ đường viễn ninh nhỏ hơn hắn một tháng mà thôi cho nên có đường công tử đến lại thêm công tử đã phân phó ba vị đầu bếp liền bắt tay làm những món sở trường của mình tổ của lâm tiểu trúc cũng nhờ vậy mà được thơm lây có thể ăn thức ăn do ba vị đầu bếp nấu còn dùng nguyên liệu cao cấp chuyên dành cho công tử nữa những món này không phải những thứ các nàng vẫn hay ăn có thể so sánh được viên thiên giả đứng lên cùng đường viễn ninh đi ra ngoài đi tới cửa hắn dừng lại quay đầu nói khi các ngươi nấu cơm để mấy nữ hài tử đến giúp đỡ đi dạ ba người vội đáp lời công tử phân phó như vậy chẳng qua muốn lâm tiểu trúc hỗ trợ bọn họ cũng qua đó học nấu cơm mà thôi nhưng nếu chỉ đế một mình nàng làm thì quá mức rõ ràng cho nên mới gom mấy nữ hài tử khác vào chung bọn họ cũng tin lâm tiểu trúc chỉ ở bên cạnh nhìn bọn họ nấu cơm cũng sẽ học được không ít thứ mà cho dù công tử không dặn dò bọn họ cũng không dám xem tiểu nữ hài này nhưng học đồ bình thường mà đối đãi nữa khi viên thiên giả nói chuyện trong phòng không ai dám lên tiếng, đều nghe rất rõ những lời hắn nói, lúc này ánh mắt nhìn tổ ba chưa đầy hâm mộ. Dương Vũ cũng không còn bộ dáng lười biếng mơ mơ màng màng nữa mà đầu ngẩng cao, tinh thần phấn chấn. Nhờ ngày đó, không ai muốn nhận hắn, hắn nhất thời tức giận, xung phong đến tổ ba, không ngờ rằng tổ được đánh giá là thấp nhất lại thắng liên tiếp ba kỳ tỷ thí, được ăn thức ăn do ba vị đầu bếp đích thân làm. Được ở trong một tổ như vậy, thật tốt. Nam sinh lúc trước bị giáo tập điểm danh đến tổ ba lại cự tuyệt thì giờ trong lòng đang hối hận muốn chết. Đi theo tổ của Lâm Tiểu Trúc có rất nhiều điều tốt nha. Không chỉ cả ngày có mỹ nữ làm bạn mà còn được ăn ngon. Ngày đó cơ hội bày ra trước mắt vậy mà mình lại bỏ lỡ, thật là tiếc nuối a. À. Lâm Tiểu Trúc, bây giờ có phải chúng ta sẽ cùng các giáo tập đi ra ngoài không? Chu Ngọc Xuân luôn không kiềm chế được tâm trạng, lúc này cũng vậy, ai cũng thấy được nàng đang rất hưng phấn. Nếu Lâm Tiểu Trúc không dặn trước, thắng không được vênh váo thì thế nào nàng cũng đã hoang hô vài tiếng. Lâm Tiểu Trúc nhìn ba vị giáo tập tiển viên thiên giả ra cửa, lắc đầu chút nữa còn phải học, cứ chờ xem các giáo tập bảo chúng ta phải làm gì. Quả nhiên, mã giáo tập tiển viên thiên giả và đường viễn ninh ra cửa xong, liền tuyên bố tiếp tục học, làm mẫu cho mọi người một lần, sau đó để bọn họ tự học. Nhìn Lâm Tiểu Trúc vẫn tập trung nghe giảng, chăm chỉ luyện tập như chưa có xảy ra chuyện gì, mã giáo tập âm thầm gật đầu trên đời này có rất nhiều người thông minh mà người thông minh thường không chăm chỉ, có chút thành tích liền kiêu ngạo, tự cho mình là đệ nhất thiên hạ. nhưng lâm tiểu trúc lại không kiêu không nóng nảy, chăm chỉ hiếu học, tính cách trầm ổn, có nghị lực, ham học hỏi. đứa nhỏ như vậy, không giỏi cũng khó nha. ngô thái vân thấy ngô bình cường nhếch miệng, vùi đầu tận lực cắt, giống như có thù với cũ cải liền lên tiếng an ủi ca ca, đừng khổ sở. lúc này chúng ta thua bởi tổ ba chứ không phải ngươi thua lâm tiểu trúc ngươi thế nào cũng giỏi hơn lâm tiểu trúc nếu đơn đã độc đấu thì nàng nhất định không thể vượt qua ngươi ngươi xuất sắc công tử cũng nhìn thấy hơn nữa tháng sau còn có kỳ sát hạch nàng tuyệt đối không qua được cửa điên trước đến lúc bị đuổi khỏi ban trù nghệ xem nàng còn nói gì được nữa ngô bình cường ngẩng đầu trừng mắt nhìn ngô thái vân sắc mặt rất khó coi làm ngô thái vân sợ tới mức vội ngậm miệng lại ngô bình cường thu hồi ánh mắt thản nhiên nói ngươi lo cắt củ cải đi nga Ngô Thái Vân méo máu không dám nói nữa. Ngô Bình Cường nhìn chầm chầm củ cải trước mặt, dùng hết khí lực toàn thân mà cắt xuống. Trong lòng hắn cảm thấy rất khủng hoảng, toàn thân đều khó chịu. Nhớ ngày đó được công tử chọn mang rời khỏi núi, lại nghe những lời công tử nói trong lần gặp mặt, hắn đã lập lời thề, nhất định phải trở thành người công tử nể trọng nhất, nhất định phải đưa cha mẹ rời khỏi núi, để bọn họ được sống những ngày sung sướng. Nhưng từ khi vào ban trù nghệ, hắn cảm giác mình luôn bị Lâm Tiểu Trúc đè đầu, không có ngày ngóc cổ lên được lâm tiểu trúc tuy chỉ là nữ hài tử nhưng lại giải được nang đề của mã giáo tập biểu hiện khi ăn cơm cùng công tử hay ở trong ba cuộc tỉ thí đều biểu hiện rất xuất sắc cả người chói sáng được mọi người tán thưởng trầm trồ mà những tán thưởng hâm mộ vinh dự đó đều là của hắn khi hắn chưa ở cùng một bang với nàng giờ hắn đã bị che lấp dưới ánh hào quang của nàng trở thành một cái bóng mơ hồ hắn làm sao cam tâm cho được hắn nhất định phải đánh bại lâm tiểu trúc đoạt lại hết thảy vinh quang thuộc về mình. Hắn nhất định phải trở nên nổi bật. Nhìn mọi người luyện đao công một lát, mã giáo tập đi tới, nói với Lâm Tiểu Trúc, du giáo tập một mình làm điểm tâm cho hai vị công tử, cơm chiều thì do ta và tần quản sự làm. Một mình hắn sẽ rất bận, giờ các ngươi qua giúp hắn đi. Buổi tối thì không cần các ngươi. Biểu cảm dù vẫn nghiêm khắc như trước nhưng thanh âm ôn hòa hơn nhiều. Dạ. Lâm Tiểu Trúc buông đao, rất cao hứng nàng vừa rồi còn lo mấy vị giáo tập sẽ bảo các nàng đến hỗ trợ làm cơm chiều đến lúc đó nàng sẽ không thể tranh thủ thời gian đi kiếm củi mà đến thanh khê trấn còn lo không uống thuốc một ngày không biết có ảnh hưởng gì không bây giờ chỉ bảo các nàng đến hỗ trợ làm điểm tâm quả là không gì tốt hơn chúng ta đi thôi chu ngọc xuân buông đao chuẩn bị đi còn có ngô thái vân tô tiểu thư nhắc nhở nói chu ngọc xuân chu miệng rõ ràng là chúng ta thắng mắc gì phải gọi ngô thái vân đến hỗ trợ nếu muốn thì cũng nên gọi hạ sơn và dương vũ nha tính tình của nàng ta nhìn thấy đã ghê tởm lâm tiểu trúc mỉm cười chúng ta thắng công tử ban cho chúng ta ba món ăn đã là tưởng thưởng rồi nếu bảo cả tổ chúng ta đến phòng bếp hỗ trợ chẳng phải là quá mức sao công tử không thể xử lý không công bằng được nếu không làm sao phục chúng thêm một ngô thái vân cũng đâu có gì nói cách khác thì nữ hài tử luôn thận trọng lại có kinh nghiệm nấu ăn làm trợ thủ là thích hợp nhất tình huống đặc thù có an bài đặc thù không ai phản đối được lâm tiểu trúc ngươi thật thông minh công tử nghĩ gì ngươi đều biết chu ngọc xuân sùng bái nhìn lâm tiểu trúc rồi đột nhiên nhớ tới nợ cũ với dương vũ liếc mắt nhìn hắn không giống dương tiểu lại đầu người ốc heo ngô thái vân lại đây chúng ta đi thôi lâm tiểu trúc sợ hai oan gia này lại cãi nhau nên vội thúc giục mọi người thanh âm chưa dứt ngô thái vân đã đi tới bộ dáng khiếp sợ nhỏ giọng nói lâm tiểu trúc mã giáo tập kêu ta và các ngươi cùng đến phòng bếp hỗ trợ vậy cùng nhau đi thôi lâm tiểu trúc kéo chu ngọc xuân đi ra cửa trước nàng biết chu ngọc xuân sẽ nhịn không được mà nói ngô thái vân vài câu có điều nơi này cũng không phải chỗ cãi nhau nếu muốn thì đi ra ngoài đừng để mã giáo tập nghe được đánh răng phải đánh dập đầu nàng không có hứng thú nhưng nàng cũng không ngại để chu ngọc xuân chỉnh ngô thái vân một chút còn tô tiểu thư tính cách trầm ổn không cần phải lo Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa, Chu Ngọc Xuân đã không nhịn được mà nã pháo về phía Ngô Thái Vân, "Ngô Thái Vân, ta mà là ngươi đã tìm một khối đậu hũ đập đầu chết đi cho xong, sao còn mặt mũi mà theo chúng ta đến phòng bếp hỗ trợ được chứ?" "Có điều ta không phải ngươi, da mặt không có dày như vậy, vừa hãm hại người còn tủm tỉm cười." "Ta phi. Ta hãm hại ngươi thế nào? Chúng ta khiêu chiến Quang Minh chính đại, thắng thua là chuyện bình thường, có gì phải xấu hổ?" "Nếu hôm nay các ngươi thua, ngươi liền đi chết sao chật chật ta khuyên ngươi không nên hành hạ bản thân như thế ngô thái vân cũng không phải dạng vừa lập tức cãi lại cha quan minh chính đại nói nghe thật hay nha ai chẳng biết ngươi tâm tư xấu xa không phải ngươi thừa dịp không có các giáo tập muốn khi dễ chúng ta sao nghĩ chúng ta sẽ thua chắc nghĩ chúng ta sẽ mất mặt chắc kết quả thế nào là ai nói nghe rất hay cuối cùng lại tự mình vã miệng mình vậy thua thảm hại còn mất mặt trước mọi người nhìn ca ca ngươi kìa mặt xanh như đít nhái nha ngươi muốn lấy lòng ca ca ngươi nào ngờ lại làm hắn mất mặt trước công tử nha còn ngươi nữa hôm nay thể diện gì cũng không còn rồi tự mình đánh vào mặt mình mà còn đánh rất kêu nha chuyện khoái trá như vậy phiền ngươi làm thêm vài lần nữa nha tiểu thư chúng ta đi nhanh chút đi lâm tiểu trúc không thích cãi nhau với mọi người cũng không thích nghe mọi người cãi nhau mà Ngô Thái Vân thế nào cũng không chiếm được tiện nghi miệng với Chu Ngọc Xuân cho nên lôi kéo Tô Tiểu Thư đi nhanh một chút, bỏ lại hai người cãi vã ở phía sau. Phòng bếp nhỏ ở gần sân của viên thiên giả, cách trụ nghệ viên một đoạn. Khi đi đến tiểu phòng bếp, Chu Ngọc Xuân tinh thần phấn chấn, vẻ mặt thỏa mãn mà Ngô Thái Vân thì mặt mày đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, ngực phập phòng lên xuống, xem ra là tức giận không ít. Lâm Tiểu Trúc cười thầm, cùng Tô Tiểu Thư vào sân, hướng về phía bên trong hô, du giáo tập. Ngài có ở đây không? Chúng ta đến đây. Lâm Tiểu Trúc A, à, mau vào đi. Du giáo tập mập mạp từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đến thì cười đến hiếp mắt. Du giáo tập hảo. Mọi người đều không người, vẫn an hắn. Tốt, mọi người vào trong đi. Du giáo tập đưa mọi người vào phòng, chỉ nguyên liệu nấu ăn trên đài nói hôm nay đường công tử mới tới, chưa kịp làm món ăn công phu ngoại trừ tổ yến mà ta đã làm cho công tử thì chúng ta sẽ làm thêm mấy món, tôm nõn long hồ, gà hầm linh chi, phi lê cá chuối nướng, gỏi ngó sen, rau trộn giấm, bí đỏ chân trứng muối, rau muống xào. Nói xong liếc mắt nhìn các nàng một cái rồi bổ sung tổ yến với canh gà đã làm xong, những món khác thì chia nhau mà làm việc đi. Tô tiểu thư tước măng, rau diếp, chu Ngọc Xuân cắt bí đỏ và ngó sen, Ngô Thái Vân rửa rau muống, Lâm Tiểu Trúc đi theo ta, đầu tiên chúng ta nêm nếm phi lê cá chuối, sau đó đến tôm. Ngô Thái Vân nghe vậy, mặt đen như điếc nồi nhưng biết không thể so đo được với Lâm Tiểu Trúc. Dù giáo tập thích ai thì sẽ chiếu cố người đó thật tốt, mình có ghen tị cũng chẳng ít gì, mà mấy người khác cũng không có làm việc kém cỏi như nàng. Rửa rau muốn, nghe mọi người nói đây là việc hạ đẳng nhất ở phòng bếp, chỉ có mấy người tạp vụ mới làm. Như vậy không phải là khi dễ nàng sao? Hơn nữa, khi làm xong, các nàng còn được theo giáo tập nấu ăn, mà nàng thì làm xong phải trở về quá thê thảm. Xem ra công tử kêu nàng cùng tổ ba đến hỗ trợ, nhìn thì công bằng nhưng thật ra là muốn trừng phạt nàng. Suy nghĩ cẩn thận dụng tâm của viên thiên giả, tâm tình của Ngô Thái Vân như rơi xuống đáy cốc. Y theo du giáo tập đi vào bên trong phòng, một không gian sáng ngờ mở ra trước mắt Lâm Tiểu Trúc. Sáu cái bếp dựa thành một hàng vào vách tường, lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, tùy theo công dụng. Có hai bếp đang đỏ lửa, bên trên là hai cái nồi, trong không khí tràn ngập mùi canh già. Bên phải phòng là ba bồn nước lớn, tiếp theo là chai chai lọ lọ đựng gia vị, trực trở muôn màu. Ở giữa là một án đài lớn, trên có đầy đủ dụng cụ làm bếp, thất đao. Còn có vài nguyên liệu nấu ăn. Tất cả đều rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Nhìn bài trí trong phòng, Lâm Tiểu Trúc liền ngứa tay, trong lòng thì hưng phấn vô cùng, rất muốn ngay lập tức bắt tay vào làm đồ ăn. Từ khi lão gia tử rời đi, nàng chưa từng làm đồ ăn lần nào. Kiếp trước nàng thích ăn, thích nấu nướng nhưng chưa tới mức si mê lắm nếu không thì nàng đã đi học nấu ăn rồi nhưng hiện giờ sau khi học trù nghệ với lão gia tử nàng phát hiện đem các nguyên liệu nấu ăn xử lý lại dùng nhiều cách nấu khác nhau để làm ra món ăn thơm ngon làm cho bản thân mình thỏa mãn làm cho người ăn phải khen ngợi là chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu hiện tại nàng đã trầm mê vào chuyện này chẳng sợ thứ mình nấu ra không thể bỏ vào miệng nàng vẫn vui vẻ chịu đựng làm không biết mệt công tử thích sạch sẽ phòng bếp càng phải sạch, không thể có một hạt bụi. Du giáo tập giải thích. Sau đó chỉ vào nguyên liệu nấu ăn trên án đài, hiện tại ta sẽ kiểm tra ngươi, mấy món ăn ta vừa nói qua, ngươi nói xem, nên làm cái nào trước, cái nào sau. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, hẳn nên làm rau trộn dầu giấm trước, tiếp theo là canh tổ yến, sau đó đến tôm nõm, phi lê cá chuối nướng, gỏi ngón sen, bí đỏ chân trứng muối, rau muống xào. Còn canh gà hầm linh chi thì phải xem công tử thích uống canh trước hay là sau ánh mắt du giáo tập hiện lên vẻ khen ngợi, bất động thanh sắc hỏi tiếp vì sao ngươi sắp xếp như vậy. Trao trộn, món chính, đều phải chuẩn bị sẵn sàng, khi thực khách ngồi xuống lại có để mang ra, sau đó mới tới thức ăn. Trao trộn đế khai vị, món chính để no bụng, có khẩu vị thì mới thấy thức ăn ngon cũng không uổng công đầu bếp tỉ mỉ chế biến. Trong lúc thực khách nhấm nháp hai món này, đầu bếp sẽ có thời gian làm món nóng, thức ăn vừa ra khỏi nồi liền được bưng lên, nhiệt độ không bị trì hoãn, hương vị tất nhiên cũng tốt nhất. Sau khi dùng xong món nóng, lại đưa lên gỏi ngó sen, bí đỏ chân trứng muối, làm cho no bụng, rau muống xào tươi mát ngon miệng là để giảm mỡ sau khi ăn no bụng. Nói rất hay. Du giáo tập không che giấu sự tán thưởng, có điều, ngoại trừ như ngươi nói, còn phải nhớ kỹ, dù cùng loại thức ăn nhưng cái nào trước cái nào sau cũng cần phải chú ý, mặn trước nhạt sau, dầu mỡ trước đạm bạc sau, gạo tẻ trước gạo nếp sau. Tiểu Trúc ghi nhớ lâm tiểu trúc không người đáp đứng dậy nhìn vẻ mặt hiền lành của du giáo tập nhìn không được bướng bỉnh tiểu trúc biết mặn trước nhạc sau cho dù cuối cùng canh có quên bỏ muối thì thực khách cũng khen canh này rất đậm đà du giáo tập bật cười thành tiếng đưa tay vỗ vỗ đầu nàng đúng là tinh nghịch nói xong hắn nhìn ra ngoài biểu môi nhẹ giọng nói ngươi lé nhìn xem có phải các nàng đều đang chuyên tâm làm việc không lâm tiểu trúc thấy hắn ra vẻ thần bí ngầm hiểu liền rón ra rón rén đi đến bên cạnh cửa nhìn Tô Tiểu Thư chăm chỉ làm việc còn Chu Ngọc Xuân và Ngô Thái Vân vừa làm vừa so công phu miệng. Nàng quay đầu, nhìn Du Giáo Tập, gật đầu. Du Giáo Tập đi đến bên bếp, mở nắp một cái nồi, bên trong có hai cái chung đang sôi ùng ục. Hắn cầm một cái muỗng, mở hai cái chung ra, múc một chút nước tổ yến rồi đậy nắp lại, đưa cho Lâm Tiểu Trúc nếm thử đi. Lâm Tiểu Trúc cầm cái muỗng, nhìn tổ yến trong suốt trong hai cáo muỗng, mũi liền có cảm giác chua xót, suýt chút nữa là rơi lệ từ sau khi vào ban trù nghệ, lại ở chỗ viên thiên giả bình luận về món ăn hắn làm du giáo tập đối với nàng ưu ái có thêm, không chút che giấu sự tán thưởng trước mặt người khác. Hiện tại cũng không ngại mạo hiểm, cố ý đưa nàng vào đây, còn lén lấy trộm tổ yến dành cho hai vị công tử để nàng nếm thử. Một đầu bếp, nếu muốn trở thành cao thủ trong nghề, điều đầu tiên là phải sành ăn, nếm qua vô số món ngon như vậy mới có thể làm ra mỹ vị. Du giáo tập làm vậy, rõ ràng là coi trọng tài năng của nàng mà bồi dưỡng. Du giáo tập vui mừng vì gặp được thiên lý mã, nàng làm sao không cảm thấy may mắn vì gặp được bá nhạc. Nàng với hắn không quen biết nhưng hắn lại dốc lòng bồi dưỡng, phần ân tình này, nàng sao mà không cảm động cho được. Du giáo nhìn nàng cho tổ yến vào miệng, vẻ mặt chờ đợi, cảm thấy thế nào. Lâm tiểu trúc tinh tế nhấm nuốt xong, ngước đôi mắt trong veo, cười sáng lạng, canh thanh như nước sắc như đạm trà, vị thơm ngát. Ngon tới cực điểm. Du giáo tập ngẩn ngơ, hồi lâu mới vỗ tay nói, hay lắm, hay lắm. Lâm Tiểu Trúc thầm kêu hỏng rồi, vội vàng đem muỗng tổ yến còn lại cho vào miệng, sau đó đem để trong bồn rửa chén, vừa làm xong đã thấy ba người bên ngoài thò đầu vào hỏi, sao vậy? Du giáo tập lúc này mới phát hiện mình quá mức kích động đã lớn tiếng, vội vàng phất tay nói, không có việc gì, không có gì, các ngươi làm việc của mình đi. Đợi ba người kia quay đầu đi, hắn mới thông thả đi qua đi lại, Tán thưởng nói, 16 chữ này đã nói hết sự tinh diệu của món canh tổ yến. Hay, thật sự rất hay. Trong lòng âm thầm quyết định, lát nữa dân tổ yến cho công tử ăn, hắn sẽ đem 16 lời bình của Lâm Tiểu Trúc nói ra. Kích động qua đi, hắn nhìn sắc trời nói, tổ yến này, nhìn đơn giản nhưng làm rất phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn không nói rõ hết được. Chúng ta nấu cơm trước, sau đó sẽ nói cho ngươi biết sau. Dạ. Lâm Tiểu Trúc cười đáp nàng học nấu ăn 10 ngày với lão gia tử, cũng không lạ gì tổ yến cũng đã từng làm dưới sự hướng dẫn của hắn, hương vị cũng không thua gì du giáo tập, nếu không khiêm tốn thì có thể nói còn hơn hắn một bậc. Canh xuân tổ yến đương nhiên phải chọn tổ yến loại tốt nhất hoặc huyết yến, ngâm trong nước ấm để cho nở ra, rồi lại ngâm trong nước lạnh để loại bỏ lông chim và tạp chất, sau đó mới đem đi chưng. Thành phần quan trọng không kém, chính là nước dùng. Gọi là canh xuân nhưng thực ra chính là canh gà. Canh này dùng gà mái, Việt mái, chân giò hung khói, thịt sườn, hành tỏi, ốc khô. Ướp với rượu, thêm gia vị rồi hầm trong hai canh giờ rồi đem lọc lấy nước. Lặp đi lặp lại hai, ba lần, canh gà lúc này trở nên trong veo lại thơm ngát, mùi vị đậm đà, không béo không ngấy, thấm vào ruột gan. Đổ canh suôn vào chung tổ yến, chưng cách thủy thêm một canh giờ lúc này mới thành chính quả. Cho nên món này vừa đắt tiền, cầu kỳ vừa tốn thời gian. Lão gia tử dạy nàng không chỉ có món này mà còn có món trân quý hơn, đó chính là cháo đông trùng hạ thảo. Căn cứ vào nguyên tắc, xuân bổ gan, hạ bổ tim, thu nhuận phế, đông bổ thận, cho nên vào ngày đầu mùa đông, cháo tổ yến sẽ giúp bổ thận cường thân, bình đàm, thích hợp cho người thường ho khan như viên thiên giả dùng. Tô Tiểu Thư Du giáo tập chưa động thủ mà hướng ra ngoài hô lên, nghe Tô Tiểu Thư đáp lời liền phân phó, người đến chỗ công tử hỏi xem hai vị công tử có muốn dùng điểm tâm không. Dạ, nhìn tô tiểu thư ra cửa, hắn đưa cho Lâm Tiểu Trúc một cái tạp về nói, đến, chúng ta làm món cá chuối phiến. Nhìn cá chuối được nuôi trong ao đá, Lâm Tiểu Trúc cảm khái, cá chuối to quá. Cá chuối còn gọi là cá lóc, ô lân. Được thần nông thảo một kinh liệt vào hàng thượng phẩm. Loại cá này nhiều thịt, thịt có mày trắng, ít xương, dùng làm ngư phiến, hương vị rất thơm ngon hơn nữa dinh dưỡng phong phú, rất bổ dưỡng cũng có tác dụng tiêu viêm đối với vết thương. Khoảng từ tháng 10, khi gió lạnh bắt đầu nổi lên là lúc cá chuối có hương vị ngon nhất. Con cá trong ao có cái đầu rất lớn, xem ra nặng chừng 7, 8 cân, bộ dáng rất sống động, dũng mãnh, hoàn toàn không giống cá chuối được nuôi mà Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy ở kiếp trước. Du giáo tập bắt con cá, dùng sống dao đập vào đầu cá, đợi con cá hết dãy dụa mới bắt đầu mổ bụng móc mang, xử lý sạch sẽ. Sau đó bỏ đầu cắt đuôi, chỉ chừa lại phần mình, tiếp theo lạng bỏ phần xương sống, tiếp theo là hai bên sườn, cuối cùng lọc hết xương hắn bỏ đầu cá vào bỏ vào trong một cái bát nói chút nữa làm thức ăn xong ta sẽ dùng cái này làm canh cá chuối cho các ngươi dùng nha canh cá chuối rất ngon lâm tiểu trúc vui vẻ reo lên canh cá là món nàng thích nhất du giáo tập lại nói nhìn đao của ta miếng cá này phải lóc từ đuôi lên lấy tay đè phần thân đuôi sau đó theo thân cá mà hạ đao nói xong liền làm mẫu một lần du giáo tập viên thập đại ca nói nếu đã chuẩn bị xong thì có thể mang lên tô tiểu thư tiến vào báo được rồi du giáo tập kêu lên nếu nguyên liệu nấu ăn đã xử lý xong thì rửa sạch rồi mang vào đây lại chỉ huy lâm tiểu trúc chuẩn bị dụng cụ lại bảo chu ngọc xuân và ngô thái vân chút nữa làm thức ăn xong hai người các ngươi giúp mang thức ăn lên có thể ở trước mặt công tử vốn là chuyện vinh quang ngô thái vân bình thường sẽ rất cao hứng nhưng hôm nay nàng lại không cao hứng nổi xảy ra chuyện lúc sáng nàng hy vọng công tử sẽ quên mình trong một khoảng thời gian đợi chuyện này qua đi. lúc này xuất hiện trước mặt hắn còn không biết sẽ bị trừng phạt thế nào. du giáo tập chân ta hơi đau đi lại không thuận tiện nếu lỡ làm rơi rất đồ ăn thì sẽ liên lụy đến ngài. người xem có thể bảo tô tiểu thư mang thức ăn lên không? ngô thái vân ra vẽ tội nghiệp nói. du giáo tập cao mày liếc ngô thái vân một cái, xoay mặt nói với tô tiểu thư vậy chút nữa ngươi cùng chu ngọc xuân mang thức ăn lên đi dạ tô tiểu thư không có ý kiến gì vừa rồi chu ngọc xuân và ngô thái vân cãi nhau tưng bừng hận nhau thấu xương nếu lát nữa cùng nhau mang thức ăn lên còn không biết xảy ra chuyện gì tốt nhất vẫn nên tách ra đây là lần đầu tiên người của ban trù nghệ đi phục vụ không thể để xảy ra chuyện gì nếu không sẽ mất mặt cả đám vì thế tô tiểu thư và chu ngọc xuân đi đưa thức ăn lâm tiểu trúc phụ nấu còn ngô thái vân nhóm lửa nhưng không ngờ tô tiểu thư và chu ngọc xuân mang rau trộn đi đến nửa ngày không thấy trở về du giáo tập biết có chuyện không ổn liền sai lâm tiểu trúc đi tìm hiểu lâm tiểu trúc vừa đến sân của viên thiên giả đã thấy bên trong có người chạy vội ra ngẩng đầu nhìn thì là viên cửu đã lâu không thấy hắn thấy nàng liền nói gã sai vặt của đường công tử bị bệnh cấp tính ta đi bốc thuốc nói xong đã chạy nhanh như chất lâm tiểu trúc đứng yên suy nghĩ một hồi rồi mới đi vào nhà giàu người ta chủ tử có ít nhất 7, 8 người hầu hạ. Viên thiên giả thân phận bất phàm nhưng cuộc sống lại rất đơn giản, chỉ có một mình viên thập hầu hạ bên mình, tuy còn có viên lâm và hai, ba người khác ở trong sân làm việc vặt vảnh nhưng chung quy là vẫn ít người. Lúc này Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân không có trở về, nhất định là vì xảy ra chuyện, nhân lực không đủ nên giữ các nàng lại mà mình đã tới nơi lại không vào hỗ trợ thì không ổn, hơn nữa cũng không cần vội báo tin cho du giáo tập, đến cửa sân của viên thiên giả đã thấy ở đó có nhiều người viên thiên giả ngồi bên trong đang châm cứu cho một người nằm trên đất biểu đệ đường viễn ninh của hắn vẻ mặt lo âu đứng bên cạnh tô tiểu thư tay cầm ngân châm đứng bên cạnh hỗ trợ viên thiên giả viên thập cầm một cây ngải điều châm vào mỗi một huyệt vị của bệnh nhân viên lâm và một tùy tùng khác của đường viễn ninh mang một cán trúc từ trong nhà ra chuẩn bị sau khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ đưa hắn vào trong nghỉ ngơi chu ngọc xuân cầm một cái bát từ trong phòng đi ra đứng bên cạnh chờ mọi người đều bận rộn yên lặng làm việc tất cả đều đâu vào đó lâm tiểu trúc đi đến bên cạnh vừa lúc nghe bệnh nhân trên một tiếng rồi tỉnh lại tốt lắm chút nữa uống thêm chén thuốc thì không đáng ngại viên thiên giả rút châm ra tiếp nhận cái bát trong tay chu ngọc xuân lấy trong lòng ra một cái bình rắc vào bát ít thuốc bột rồi đưa cho viên lâm đút cho bệnh nhân uống uống xong chén thuốc sắc mặt xanh trắng của bệnh nhân cũng chậm rãi có huyết sắc viên thiên giả lại phân phó đem cán đến đây đưa hắn đến tay sương phòng, đợi lát nữa hãy đưa đến sân các ngươi. Dạ. Viên lâm cùng tùy tùng kia, có thêm Chu Ngọc Xuân và Tô Tiểu Thư hỗ trợ, cùng nâng cán trúc đi vào trong phòng. Hạ nhân này tuổi sắp xỉ đường Viễn Ninh, hẳn là tình cảm chủ tớ rất cốt nên hắn cũng đi theo vào phòng. Viên thiên giả đứng yên nhìn mọi người vào phòng rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc bệnh tim, bẩm sinh. A, à. Lâm Tiểu Trúc sửng sốt một chút, không ngờ hắn lại giải thích với nàng. Trong ấn tượng của nàng, viên thiên giả không thích nói chuyện cũng không hay biểu lộ suy nghĩ. Khí độ thành thục, ổn trọng, hoàn toàn không giống một thiếu niên 15 tuổi. Hơn nữa, có lẽ vì xuất thân khác nhau hoặc do tuổi còn nhỏ mà phải lo nhiều việc, cho nên hắn rất xem trọng tôn ti trật tự, quy củ cao thấp. Không ngờ lúc này hắn lại giải thích với hạ nhân mà hắn không hiểu biết chút gì, nhất là chuyện này lại không liên quan tới nàng. Có điều nàng thích phương thức nói chuyện ngang hàng của hắn, vội hỏi lại bệnh tim bẩm sinh vậy chắc khó chữa lắm. Ngươi cũng biết chuyện này. Tuyên thiên giả có chút ngoài ý muốn. Ân. Lâm tiểu trúc sửng sốt lần nữa, nàng không hiểu sao hắn hỏi vậy. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là hắn lầm bầm một mình. Thấy hắn dùng ánh mắt sâu như đáy hồ nhìn mình mà không nhắc lại, tự hồ như đang chờ nàng trả lời. Nàng đành nói cân, trong thôn chúng ta có người bệnh tim bẩm sinh, khi bệnh tái phát thực dọa người nha. Trả lời rất quy củ, Viên thiên giả nhìn nàng thật sâu rồi xoay sang chỗ khác nói, không có việc gì, đưa thức ăn lên đi. Dạ, nàng trả lời, đang tính trời đi thì hắn lại nói, nếu thức ăn đã làm xong, ngươi bảo du sư phụ đến đây một chuyến. Dạ. Lâm tiểu trúc về đến phòng bếp, đem mọi chuyện kể lại cho du giáo tập nghe. Nghe xong, hắn liền nhảy dựng lên, cái gì? Tuy nhi lại phát bệnh. Ta đi xe. Nói xong, tạp về còn chưa kịp cởi đã bỏ đi. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người. Chẳng lẽ, bệnh nhân kia là người nào đó của du giáo tập? Du giáo tập làm sao vậy? Chu Ngọc Xuân vừa vặn tiến vào, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngay sau đó Ngô Thái Vân cũng đi vào. Người bị bệnh kia có lẽ là thân thích của du giáo tập. Lâm Tiểu Trúc xoay sang chỗ khác, nhấc nắp nồi, thấy thức ăn đã chuẩn bị xong liền nói, công tử kêu thức ăn, chúng ta mang qua đi. Sau đó nàng lấy tôm và cá chuối phiến từ trong nồi ra, đặt lên khay rồi đưa đến tận tay hai người kia, còn mình thì bưng chung tổ yến, dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy món này lẽ ra nên mang lên cách khoảng nhưng hiện giờ đã trễ hơn nửa thức ăn để lâu trong nồi, hương vị sẽ thay đổi cho nên đành mang lên cùng một lúc. Chưng tổ yến là mất nhiều công phu nhất, nguyên liệu cũng trân quý, cho nên Lâm Tiểu Trúc không dám sơ suất, cẩn thận, chuyên tâm bưng đi, không để ý tới hai người phía sau. Nào ngờ nàng vừa ra đến cửa đã nghe trong viện truyền đến tiếng đổ ngã, sau đó là tiếng khóc kêu của chu ngọc xuân lâm tiểu trúc sao vậy nàng cảm thấy không ổn cẩn thận quay lại đi vào cửa thì thấy khay đồ ăn tinh mỹ bể làm hai cá chuối phiến rơi trên đất làm sao bây giờ a à, lâm tiểu trúc chu ngọc xuân ngồi trên đất khóc ròng. đã bảo ngươi nhìn đường cho kỹ còn dám trừng ta ngô thái vân mặt không che lấp được vẻ vui sướng khi người gặp họa đều tại ngươi ngươi không mắng ta thì ta trừng ngươi làm gì chu ngọc xuân đứng lên muốn tính sổ với ngô thái vân chu ngọc xuân lâm tiểu trúc vội quát nàng ngươi còn gây chuyện với nàng thì mạng nhỏ của chúng ta cũng không còn a à. ngươi đừng sàng bậy a à. ngô thái vân cũng khẩn trương bảo vệ cái khay trên tay chu ngọc xuân đã gây ra họa sao còn dám sàng bậy nàng dừng chân khóc lớn xoay người nói với lâm tiểu trúc cứu ta ngươi cứu ta đi nàng có năng lực gì mà cứu được ngươi hay là nàng biết ảo thuật Ngô Thái Vân lúc này không dám kích thích Chu Ngọc Xuân, sợ nàng làm ngã khay đồ ăn trên tay mình nhưng cũng nhịn không được mà châm chọc vài câu. Lâm Tiểu Trúc, người thông minh như vậy, nhất định làm được đúng không? Lâm Tiểu Trúc lúc này là cái phao cứu mạng của Chu Ngọc Xuân. Thực ra công tử rất tốt tính, nhất định sẽ không trách tội ngươi. Lâm Tiểu Trúc an ủi nàng, mà quả thực viên thiên giả cũng không phải là chủ tử nhẫn tâm. Có điều hắn luôn tuân thủ quy củ, chắc chắn sẽ không có chuyện không trừng phạt. Chế độ trừng phạt của Sơn Trang, mọi người đều biết, mặc kệ Lâm Tiểu Trúc an ủi, Chu Ngọc Xuân vẫn nắm lấy tay áo nàng, đau khổ cầu xin. Không biết vì sao nhưng nàng cảm thấy Lâm Tiểu Trúc có thể giúp được nàng. "Ngươi đừng chạm vào ta." Lâm Tiểu Trúc bảo vệ khay tổ yến trên tay mình, nếu cái này cũng bị rơi thì 10 côn trường không thể tránh được, lại bị đánh trước mặt mọi người nữa thì thảm lắm a. À. Chu Ngọc Xuân dù là vô tình nhưng là một đệ tử của ban trù nghệ lại trong lúc Sơn Trang có khách quý mà làm rơi đồ ăn sai lần như vậy tất sẽ trừng phạt không nhẹ. Quan trọng nhất là nàng bị trừng phạt tất sẽ bị người dèm pha, tư vị thật không dễ chịu chút nào, người sĩ diện như Chu Ngọc Xuân làm sao chịu được. Huống chi Chu Ngọc Xuân đối với nàng rất tốt, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Ngươi đừng vội để ta nghĩ cách. Nàng trầm ngâm một chút liền có chủ ý, đưa khay tổ yến cho Chu Ngọc Xuân, ngươi bưng khay tổ yến này lên đi. Hai cái chung nhỏ này còn quý hơn ba mạng người chúng ta, nhất định phải thật cẩn thận nói xong lại nói với ngô thái vân ngô thái vân ngươi suy nghĩ cho kỹ đi lúc này không phải là thời điểm để tranh chấp thể diện nếu ngươi còn không nghe ta sẽ nói là ngươi ngán chân làm chu ngọc xuân té ngươi nghĩ xem công tử và giáo tập tin ngươi hay tin ta và chu ngọc xuân sắc mặt ngô thái vân liền thay đổi lúc này trong sân chỉ có ba nàng các người không có ai khác làm chứng lâm tiểu trúc lại được sủng ái chẳng những du giáo tập thương nàng mà thái độ của công tử đối với nàng cũng khác biệt nếu nàng thực sự vu khống mình lại thêm chu ngọc xuân đệm vào thì mình có miệng cũng không cãi được chu ngọc xuân nghe vậy hai mắt sáng lên nhìn lâm tiểu trúc nhỏ giọng nói hay là làm như vậy đi ngô thái vân tức đến suýt nhảy dựng lên cố kiềm chế nói ta biết ta biết ta sẽ chú ý tuyệt không dở trò nhưng chuyện vừa rồi thực không liên quan tới ta là tự chu ngọc xuân té ngã lâm tiểu trúc ngươi nói chuyện cần phải có lương tâm nha lâm tiểu trúc chẳng qua muốn hù dọa ngô thái vân thôi đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này ngô thái vân ngươi nhớ kỹ lời mình nói cha nếu chuyện vừa rồi ta giải quyết xong lại nghe ngươi nhiều chuyện thì cứ chờ coi ta sẽ đổi hết tội lên đầu ngươi a à. không có ta tuyệt đối không nói lúc này ngô thái vân muốn có bao nhiêu thành thật thì có bấy nhiêu thành thật được rồi mau đi thôi dọc đường đi phải cẩn thận đừng để té nữa đưa đồ ăn xong thì trở về quét dọn sân sạch sẽ, Lâm Tiểu Trúc sắp xếp xong liền đi vào phòng. Bệnh nhân kia là thân thích của du giáo tập, hắn nhất định sẽ không về sớm, nàng cũng không sợ hắn trở về thấy sân bừa bãi. Đi vào phòng, nàng nhanh chóng sắn tay áo, đeo tạp về, lấy miếng cá chuối còn lại nhanh nhẹn cắt thành miếng rồi cuốn lại. Cá là món nàng thích nhất, canh cá cũng là món sở trường của nàng. Hơn nữa vừa rồi, khi du giáo tập nấu cơm, nàng đã quan sát cẩn thận, làm theo cách của hắn chắc sẽ không vấn đề gì. Khó khăn duy nhất món này sẽ có hương vị khác so với du giáo tập làm. Nhưng nếu vị giác của viên thiên giả và đường viễn ninh không quá mẫn cảm hoặc không thường ăn món này thì sẽ không sao. Lâm Tiểu Trúc, người đây là Chu Ngọc Xuân và Ngô Thái Vân trở về, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đang bận rộn trong phòng thì há hốc mồm. Các nàng không ngờ, biện pháp mà Lâm Tiểu Trúc nói là tự mình làm món cá chuối phiến. Mọi người chỉ mới ở ban trù nghệ học được vài ngày, còn chưa được đứng bếp hơn nữa các nguyên liệu nấu ăn này khi trước ở trong núi cũng chưa từng gặp qua mấy cái chai chai lọ lọ kia đựng gia vị gì cũng chưa biết dù vừa rồi lâm tiểu trúc đã thấy du giáo tập nấu dù nàng thông minh đến mức nào nhưng sao có thể làm ra món ăn y như du giáo tập được các nàng đã không còn là tiểu nữ hài không hiểu gì khi mới vào sơn trang nữa tuy chỉ mới vào ban trù nghệ được vài ngày nhưng cũng biết làm được một món ăn không chỉ có đao công mà cách xử lý nguyên liệu khi nấu ăn độ lửa gia vị cho dù phương pháp và trình tự giống nhau nhưng chỉ cần sai sót một chút thôi là hương vị món ăn đã khác xa rồi sự khác biệt này giống như người am hiểu ẩm thực chưa chắc đã nấu ra món ăn ngon đồ ăn ở trong nồi mau bưng lên đi lâm tiểu trúc không ngẩng đầu nói tiểu trúc chu ngọc xuân cảm giác cách này không ổn cứ tưởng lâm tiểu trúc sẽ nghĩ được cách nào khác nhưng nghĩ tới trận đấu buổi sáng lâm tiểu trúc đã biến chuyện không thể thành có thể cho nên vội nuốt lời định nói lại quyết định nghe theo lời dương vũ tin tưởng lâm tiểu trúc một lần mấy món phụ liệu du giáo tập dùng còn thừa rất nhiều chuẩn bị cá xong lâm tiểu trúc cho các loại phụ liệu vào rồi bắt lên bếp sau đó cho một ít măng mùa đông cùng nước vào đun thêm một lát đem mấy miếng cá chiên trong đầu hơi biến đổi màu sắc liền ngừng sau đó đem măng mùa đông nấm tuyết gia vị đổ lên miếng cá lúc này nàng không có bớt lửa mà còn bỏ thêm củi chu ngọc xuân và ngô thái vân nhìn lâm tiểu trúc động tác lưu loát đâu vào đó không chút bối rối vẻ mặt cũng khác nhau chu ngọc xuân đương nhiên là vừa mừng vừa sợ trong lòng cũng thấy yên tâm hơn cảm giác có lâm tiểu trúc ở đây mình nhất định sẽ bình yên vượt qua một kiếp ngô thái vân nhìn bóng dáng tự tin khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của lâm tiểu trúc trong lòng rất phức tạp vừa hy vọng công tử phát hiện ra nghiêm khắc trừng phạt chu ngọc xuân và lâm tiểu trúc lại vừa sợ nếu chuyện bại lộ mình sẽ bị liên lụy hơn nữa Lâm Tiểu Trúc còn chưa học đã có thể nấu được mấy món của du giáo tập, nàng còn có gì không làm được. Mình và ca ca chẳng phải sẽ không có ngày xuất đầu sao. Còn thất thần làm gì? Mau bưng đồ ăn lên đi. Lâm Tiểu Trúc thấy hai người vẫn đứng yên ngơ ngác liền lên tiếng thúc giục. Nga nga. Chu Ngọc Xuân tâm lý yên ổn cũng khôi phục lại sự linh động bình thường, đưa tay lấy gỏi ngó sen đưa cho Ngô Thái Vân, mang đi đi. Ngô Thái Vân trừng mắt nhìn nàng nhưng không dám không nhận, cẩn thận mang đi, Chu Ngọc Xuân cũng mang bí đỏ chân trứng muốn đi theo nàng. Dù các nàng đã tin tưởng Lâm Tiểu Trúc nhưng khi các nàng trở lại phòng bếp, thấy món cá chuối phiến y như món vừa rồi thì vẫn giật mình kinh hãi. Lâm Tiểu Trúc, hay là ngươi nếm thử, xem hương vị thế nào? Vì mong vạn vô nhất thất nên Chu Ngọc Xuân vẫn do dự, nói xong còn giải thích, không phải ta không tin tay nghề của ngươi nhưng. Cẩn tắc vô ưu, ngươi nói đúng không? Ngô Thái Vân cũng nói, đúng vậy, đúng vậy nếu như không ngon, ta và Chu Ngọc Xuân sẽ chủ động nhận sai với công tử. nếu không thì đã làm sai còn ý đồ che giấu, tội sẽ càng thêm nặng a. À. Chu Ngọc Xuân hung hăng trừng nàng. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, không lên tiếng, cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng. thế nào? Chu Ngọc Xuân mắt mở to đầy chờ mong. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, không sai. nói xong buông đũa, đặt thức ăn vào khay được rồi, không được chậm trễ nữa, chúng ta mau đi đi, còn ba món vừa vặn mỗi người một món. Chu Ngọc Xuân vẫn không tin, ngươi xác thực không có vấn đề gì. Không phải nàng không tin Lâm Tiểu Trúc nhưng những lời vừa rồi của Ngô Thái Vân đã cảnh tỉnh nàng, nàng không thể không suy nghĩ. Ngô Thái Vân trừng mắt với nàng, ngươi là hảo tỷ muội của Lâm Tiểu Trúc, nàng lại đang giúp ngươi che giấu sai lầm, ngươi nhìn xem thái độ của mình đi. Không tin nàng sao? Nàng đứng đầu cuộc thi vị giác nha, nàng nói không sai thì là không sai, nàng lừa ngươi thì được gì chứ? tuy nàng hận lâm tiểu trúc nhưng vẫn không thể không phục khả năng của nàng đi thôi có gì ta sẽ chịu trách nhiệm mấy món vừa rồi du giáo tập làm đều cho nàng ăn thử một miếng nàng tin chắc món cá chuối phiến mình làm hương vị sẽ không kém hơn so với du giáo tập làm tiểu trúc ta không phải có ý đó chu ngọc xuân có chút ngượng ngùng ta cũng không có nghĩ gì lâm tiểu trúc mỉm cười an ủi ta cảm giác sẽ không có việc gì vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Lâm Tiểu Trúc đã nói như vậy, Chu Ngọc Xuân dù chưa hẳn yên tâm nhưng cũng không nói thêm gì. Mau đi thôi, đã chậm trễ lắm rồi, công tử trách tội thì không hay. Ngô Thái Vân lên tiếng thúc giục. Lúc này cả ba người đều cẩn thận mang thức ăn đến sân của viên thiên giả, vừa vào sân đã thấy hắn và đường Viễn Ninh đang ngồi ăn, cho thấy cả sai vặt kia đã không vấn đề gì nữa, thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, viên thiên giả ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tuy vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng Lâm Tiểu Trúc không hiểu sao lại nhìn ra được ánh mắt hắn như muốn hỏi sao vừa rồi nàng không cùng đám người Chu Ngọc Xuân mang thức ăn lên. Lâm Tiểu Trúc rủ mắt, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, cẩn thận đặt khay xuống, đem đồ ăn để lên bàn, nhẹ giọng nói cá chuối phiến. Nói xong cầm khay lui ra, hồn nhiên như không thấy ánh mắt của viên thiên giả. Từ khi đến Sơn Trang, nàng luôn hết sức chú ý biểu cảm trên mặt mình, không có luôn tươi cười ngọt ngào, biểu cảm đáng yêu, thái độ thân thiết như đối với bất kỳ ai ở hạ gia thôn. Ở nơi này, không phải đối mặt với đám nữ tử luôn ghen tị thì là các nam hài cùng lứa tuổi. Nếu nàng lại làm như vậy thì sẽ rước lấy chê bai và phiền toái không cần thiết. Hơn nữa ở trước mặt viên thiên giả, nàng càng thêm chú ý, nếu không sẽ trở thành khoe khoan phong tao, ý đồ quyến rũ công tử. Dù là làm cho viên thiên giả hiểu lầm hay người khác hiểu lầm cũng đều không tốt. Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc trầm ổn, đội liễn càng thích hợp sinh tồn ở sơn trang hơn một lâm tiểu trúc thiên chân khả ái nàng càng hy vọng có thể trở thành thuộc hạ hữu dụng của viên thiên giả sau khi hoàn thành nhiệm vụ đắc tạ ơn bồi dưỡng của hắn xong thì có thể thoát khỏi kiềm chế của hắn sống cuộc đời tự do chứ không phải như ngô thái vân hay chu nhị ni mong muốn trở thành nữ nhân của hắn khi bưng thức ăn chu ngọc xuân cố ý cho món canh gà hầm linh chi đợi ngô thái vân rời khỏi nàng mới mang vào nhìn thấy đường công tử gấp một miếng cá chuối phiến cho vào miệng còn khẽ gật đầu như có chút tán thưởng nàng mới thả được tảng đá trong lòng khóe miệng không nhịn được ý cười đặt món ăn lên bàn báo tên xong liền vội lui ra chạy theo lâm tiểu trúc ông lấy nàng cười nói tiểu trúc thật tốt quá không có việc gì ta thấy đường công tử ăn món kia dường như còn rất thích hư lâm tiểu trúc vội vỗ lưng nàng đi ra ngoài nói sau chu ngọc xuân thè lưỡi cùng nhau rời đi ăn rồi sao sao ngươi biết đường công tử thích Vừa ra khỏi cửa, Ngô Thái Vân đã nhịn không được mà hỏi. Công phu của Lâm Tiểu Trúc dường như quá thần kỳ, làm người ta có chút không tin. Đương nhiên là thật. Chu Ngọc Xuân liếc mắt xem thường nàng, làm sao mà biết? Thì là quan sát ngôn sắc, ngươi có hiểu không? Đường công tử ăn xong khẽ gật đầu, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười thì biết chắc là hắn thích. Lâm Tiểu Trúc chỉ mỉm cười, không lên tiếng, cước bộ cũng không dừng lại. Lâm Tiểu Trúc, ngươi làm như thế nào? ngô thái vân không so đo với chu ngọc xuân đuổi theo nàng tò mò hỏi lâm tiểu trúc đang tính nói chuyện thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã ba người nhìn lại thì thấy tô tiểu thư nàng nhìn ba người vẻ mặt mang theo nghi hoặc nhị vị công tử bảo các ngươi đi vào ba người biến sắc tiểu trúc chu ngọc xuân sắc mặt trắng bệch nhìn lâm tiểu trúc giống như nàng là bùa hộ mệnh có thể giúp nàng không bị trừng phạt không phải nói không có gì sao ngô thái vân cắn chặt môi lời nói vừa trào phúng vừa lo lắng sợ hãi sự việc bại lộ nếu lâm tiểu trúc và chu ngọc xuân muốn đổ trách nhiệm cho nàng nàng cũng không có cách nào khác lâm tiểu trúc âm hiểm giả dối thế nào nàng biết thừa chỉ cần nàng muốn chuyện vu cáo dễ như trở bàn tay làm sao vậy xảy ra chuyện gì tô tiểu thư thấy có gì không đúng liền hỏi về sẽ giải thích với ngươi lâm tiểu trúc cười nói với tô tiểu thư rồi lôi kéo chu ngọc xuân đi thôi sợ cái gì có lẽ không phải như chúng ta tưởng tượng đâu hơn nữa mặc kệ chuyện gì cũng phải đối mặt sợ hãi không giải quyết được gì dù lo lắng và sợ hãi nhưng công tử đã triệu hồi không thể không đi chu ngọc xuân liền cắn răng đuổi theo lâm tiểu trúc nhưng dù thế nào cũng không tiêu sái bằng nàng quay sang hỏi tô tiểu thư sao lại bảo ngươi đi gọi chúng ta khi ngươi đi ra sắc mặt công tử thế nào Tô tiểu thư có chút lo lắng nhìn Lâm tiểu trúc, ta không gặp công tử, vừa đưa dược cho gã sai vặt của Đường công tử đi ra thì gặp Viên thập và Du giáo tập cũng từ trong phòng đi ra, thấy ta liền bảo ta đi gọi các ngươi. Sắc mặt của Viên thập và Du giáo tập đều bình thường, không có gì kỳ lạ. Không có được manh mối, Chu Ngọc Xuân mang theo tâm tình lo sợ cùng Lâm tiểu trúc đi vào sân, Ngô Thái Vân đi sau cũng có vẻ mặt không yên. Đến cửa phòng, bốn người không thể tự tiện xông vào. Cô Tiểu Thư đang đảm nhiệm vai trò nha hoàng nên đi vào bẩm báo, sau đó đi ra nói công tử cho mới. Sau đó nháy mắt với Chu Ngọc Xuân, không có mất hứng. Chu Ngọc Xuân cũng yên tâm hơn, đi theo Lâm Tiểu Trúc vào phòng liền thấy không chỉ có du giáo tập mà mã giáo tập cũng đang ở trong này. Hắn và du giáo tập, mỗi người cầm một đôi đũa, mà phương hướng chỉ vào lại chính là cá chuối phiến Lâm Tiểu Trúc đã làm. Chu Ngọc Xuân nghẹn họng. Nếu đã không thành vấn đề vì sao mọi người lại đang thử món kia? quay đầu nhìn sắc mặt viên thiên giả, quả nhiên giống như tô tiểu thư đã nói, không có mất hứng. Tuy Chu Ngọc Xuân tiếp xúc với công tử không nhiều lắm nhưng nàng vẫn nhận ra biểu cảm thản nhiên trên mặt công tử, không nhìn ra là mất hứng hay không. Ô, ăn đòn là cái chắc rồi, còn liên lụy tới Lâm Tiểu Trúc. Nàng cúi đầu đứng sau lưng Lâm Tiểu Trúc, tâm tình như rơi xuống đáy cốc. Lâm Tiểu Trúc đứng phía trước lại rất trấn định, giống như chưa xảo ra chuyện gì. Thấy vậy Ngô Thái Vân dù không muốn cũng âm thầm bội phục, sự gan dạ sáng suốt như vậy mình có thúc ngựa cũng đuổi theo không kịp không biết ca ca gặp chuyện như vậy có biểu hiện xuất sắc giống nàng bây giờ không du giáo tập gấp một miếng cá bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt hai mắt sáng ngời nhìn thoáng qua chỗ lâm tiểu trúc tự hồ như không tin được vào miệng mình lại gặp thêm một miếng tinh tế nhấm nhắc mã giáo tập đã buông đũa nhìn du giáo tập gật đầu nói lão du cá chuối phiến này làm không tệ so với ta còn ngon hơn trong mắt lại chứa vẻ không cam lòng Hai người là bạn học cũng là đối thủ cạnh tranh, lần này đối phương làm ra món ngon được công tử tán thưởng, còn gọi hắn đến nếm thử, làm cho hắn có chút không phục. Dù sao món sở trường của mình cũng đâu phải là cá. Du sư phụ, nếm thấy thế nào? Viên thiên giả hỏi. Du giáo tập chậm rãi nuốt xong miếng cá chấp tay nói, bẩm công tử, món cá này không phải do thuộc hạ làm. Không có việc gì thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của công tử, mình mà nói dối tranh công là tiêu đời, thành thật vẫn tốt hơn. Hơn nữa, chuyện này nếu đúng như mình nghĩ thì cũng không phải là chuyện xấu. Cái gì? Mã giáo tập ngẩn người, cầm đũa gắp một miếng cá cho vào miệng. Nhai nuốt xong, hắn bất chấp lễ phép mà quay sang chất vấn du giáo tập không phải ngươi, chẳng lẽ là tần quản sự. Vừa nói xong đã lập tức phản bác, không đúng, tần quản sự làm món cá còn không bằng ta. Con cá này không phải do hắn làm. Nói xong buông đũa hỏi là ai làm. Sơn trang chúng ta khi nào lại có thêm một đầu bếp, không phải là tiểu tử Lý Duy Trụ chứ. Du giáo tập liếc hắn một cái, không lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc, chuyện này, ngươi có gì muốn nói không? Viên thiên giả hỏi. Món này không phải do du sư phụ hay mã sư phụ làm, biểu ca lại hỏi tiểu cô nương này, ý tứ đã quá rõ ràng. Đường viễn ninh hưng trí bừng bừng nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy tiểu cô nương vẫn đứng yên, đôi mắt to tròn trong suốt như hồ nước, trầm tĩnh tự nhiên, không chút kinh hoàng. Nhớ lại trận tỷ thí lúc sáng, tiểu cô nương này tính toán như thần sắp xếp thông minh lấy yếu thắng mạnh hứng thú trên mặt hắn càng nhiều món này là do tiểu trúc làm lâm tiểu trúc không người đáp này này mã chỉ chiếc đổ vào lâm tiểu trúc mở to hai mắt hoàn toàn quên còn có hai vị công tử ở đây ngươi sao có thể nấu cơm ngươi sao có thể làm ra món ăn như thế vừa rồi khi mang thức ăn lên tiểu trúc không cẩn thận nên vấp té làm rơi cá chuối phiến mà du giáo tập đã làm nghĩ công tử có khách quý, dù tiểu trúc có muốn nhận tội thì vẫn làm cho khách quý không được ăn món ngon, tội càng không thể tha. Nhìn thấu nguyên liệu nấu ăn vẫn còn, tiểu trúc liền cả gan dựa theo phương pháp của du giáo tập mà nấu món này. Trước khi mang thức ăn lên, tiểu trúc cũng có thử qua, thấy không khó ăn lắm mới dám trình lên. Thanh âm của lâm tiểu trúc vẫn thông dong trấn tĩnh lại mang theo chút ấy nấy, bất na, làm cho người ta cảm giác nàng rất chân thành. Chu Ngọc Xuân vẫn đứng cúi đầu sau lưng nàng, nghe vậy thì toàn thân chấn động cảm giác chua xót suýt chút nữa thì rơi lệ mã giáo tập vẫn tiếp tục truy vấn ngươi nói món này ngươi chỉ nhìn lão du làm có một lần mà đã có thể làm đến trình độ như vậy lâm tiểu trúc tránh nặng tìm nhẹ khi còn ở nhà việc nấu cơm trong nhà đều do một mình tiểu trúc làm mã giáo tập nhìn nàng vẫn không tin quay sang hỏi du giáo tập lão du có phải như vậy không du giáo tập cảm khái nói khi ta nấu cơm có đem cách làm cá và chế biến ngư phiến nói qua với lâm tiểu trúc một lần bởi vì đang vội cũng không có kêu nàng làm thử nhưng suốt cả quá trình ta làm cá nàng đều đứng bên cạnh nhìn con cá chuối này khá lớn ta chỉ mới làm có một nửa nên đúng là nguyên liệu vẫn còn dư cho nên ta tin món này thực sự do đứa nhỏ này làm nàng thiên tư thông minh chỉ nhìn một lần đã có thể làm được cũng không phải là chuyện khó tin dù sao trong thiên hạ đã có một thiên tài như công tử thì tất sẽ có người thông minh như Lâm Tiểu Trúc tồn tại. Nói chuyện, vẫn không quên nịnh nọt viên thiên giả một câu. Thật là ngươi làm. Mã giáo tập nhìn chầm chầm Lâm Tiểu Trúc hỏi. Lâm Tiểu Trúc ngước mắt, cung kính đáp cá là do Tiểu Trúc làm, nếu có chỗ nào không tốt, xin hai vị giáo tập chỉ giáo. Lại quay sang không người nói với viên thiên giả, Tiểu Trúc cũng thỉnh công tử trách phạt. Ngô Thái Vân không khỏi âm thầm bội phục. Vừa rồi mã giáo tập rõ ràng đã nói, con cá này làm còn ngon hơn hắn, mã giáo tập và du giáo tập luôn so tài với nhau, các nàng đều biết. Hắn đã nói vậy thì cũng có nghĩa Lâm Tiểu Trúc còn giỏi hơn hắn, công tử đương nhiên không thể trách tội nàng. Nếu trách tội nàng thì chẳng phải là công không bù được tội sao? Huống chi tài nghệ của nàng còn hơn mã giáo tập còn xem như không có công vậy thì mặt mũi mã giáo tập sẽ để đâu, chẳng phải là tác vào mặt hắn một cái sao? Quả nhiên, công tử mở miệng, ngươi có thể nhìn một lần mà đã làm ra mỹ vị như vậy coi như cũng dụng tâm lấy ưu bù khuyết coi như miễn trừng phạt đi lời này vừa ra chu ngọc xuân lệ nóng doanh tròng nàng sợ nhất là bị đánh đòn trước mặt mọi người tuy rằng chấp pháp đều là bà tử và nữ quản sự người xem cũng là các nữ hài tử nhưng dù sao vẫn là chuyện mất mặt lâm tiểu trúc lại gánh toàn bộ trách nhiệm nếu nàng bị trách phạt thì mình là sao chịu nổi so với bản thân bị đánh còn khó chịu hơn hiện giờ lâm tiểu trúc đã giải quyết xong làm sao nàng không cảm động vui sướng cho được tạ à, công tử lâm tiểu trúc thi lễ từ lúc nàng tiến vào rồi giải thích mọi chuyện đến khi tuyên bố kết quả đường viễn ninh vẫn luôn nhìn nàng thấy nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm tĩnh như nước không khỏi lấy làm kỳ yêu nghiệp viên thiên giả kia tuổi còn nhỏ nhưng khí độ lại như thái sơn ngàn năm không đổi sắc đó là do hắn từ nhỏ đã thông tuệ lại có hoàn cảnh khác mọi người năm tuổi đã phải rời xa cha mẹ một mình đối mặt với tất cả, 10 tuổi bắt đầu tạo lập gia nghiệp, mưu đồ đại sự. Nhưng Lâm Tiểu Trúc này bất quá chỉ độ 12, 13 tuổi, lại sống nơi thâm sơn cùng cốc, chuyện gì cũng không biết lại có khí độ như thế, thật làm người ta sợ hãi a, à, huống chi, xem một lần đã có thể làm ra món ăn còn ngon hơn một đầu bếp mùi mấy năm trong nghề, như vậy nàng thông minh lại có thân thủ linh hoạt đến mức nào chứ? Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả một cái cười hì hò rồi lấy ngọc bội bên người đưa cho lâm tiểu trúc ngươi là thuộc hạ của công tử công tử thưởng phạt thế nào là do công tử quyết định nhưng bản công tử thì khác món cá này quả thực làm rất ngon không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ đã có tay nghề tốt như vậy bản công tử thưởng ngọc bội này cho ngươi cầm lấy đi lâm tiểu trúc vội từ chối tiểu trúc làm sai trước cho dù làm được món cá cũng không bù lại được sai lầm đã phạm phải công tử không trách phạt là do công tử rộng lượng tiểu trúc không dám kể công sao dám nhận thưởng của đường công tử nếu đường công tử này thưởng cho vài đồng tiền nàng nhất định sẽ nhận dù sao cũng cần tiền chuột thân cũng không cần thanh cao nhưng hắn thưởng cho ngọc bội bên người còn đưa trước mặt chủ tử nàng rõ ràng là muốn đùa giỡn mà đương nhiên người bị đùa giỡn không phải nàng mà là vị biểu ca sắc mặt bỗng nhiên đen như đít nồi của hắn kìa ân đường viễn ninh không ngờ lâm tiểu trúc lại từ chối càng thêm ngạc nhiên Hắn tốt xấu gì cũng là một công tử, bề ngoài cũng không kém biểu ca, ăn mặc còn sang trọng hơn, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng vẫn được rất nhiều cô nương yêu thương nhung nhớ nha. Bây giờ tặng ngọc bội lại bị từ chối, thiệt là mất mặt quá đi. Thấy lâm tiểu trúc cự tuyệt không chút do dự, tâm tình của viên thiên giả liền tốt lên, trừng mắt nhìn đường viễn ninh, thấp giọng quát, viễn ninh, đừng hồ nháo. Ta cảm thấy nha đầu này làm đồ ăn ngon, muốn thưởng cho nàng, sao lại là hồ nháo. Đường viễn ninh than thở, thu lại ngọc bội, ánh mắt hết nhìn Lâm Tiểu Trúc lại nhìn Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả mặt kệ hắn, nói với Lâm Tiểu Trúc, được rồi, các ngươi lui ra đi. Đám người Lâm Tiểu Trúc thi lễ rồi đi ra ngoài, Du giáo tập và Mã giáo tập vẫn còn nhiều chuyện để hỏi cho nên cũng đi theo. Vừa ra tới sân, Mã giáo tập liền nhìn Du giáo tập nói, lão Du, vừa rồi trước mặt công tử cho nên ta mới giữ thể diện cho ngươi nhưng giờ ta phải nói thật, Lâm Tiểu Trúc làm món này ngon hơn ngươi làm. Nghe vậy lâm tiểu trúc liền mở to mắt khẩn trương nhìn du giáo tập tuy nàng biết dù sự việc bị bại lộ nhưng viên thiên giả và du giáo tập vì mến tài sẽ không trách phạt nàng cho nên vừa rồi nàng mới bình tĩnh như vậy nhưng dù sao nàng cũng không muốn chơi nổi như vậy dù sao nàng cũng là đệ tử khoe khoang quá cũng không phải chuyện tốt gì cho nên nàng đã cố gắng làm cho giống với hương vị mà du giáo tập làm thầm mong chuyện này có thể qua đi du giáo tập có mấy chục năm trong nghề nàng không thể so sánh bằng hơn nữa độ lửa cũng khống chế tốt cho nên sự khác biệt không lớn lắm nàng còn dùng một ít kiến thức của kiếp trước để hoàn thiện phương pháp của du giáo tập tỉ như khi làm tương ngư phiến không có bỏ các nguyên liệu vào cùng một lúc mà tiến hành theo trình tự đầu tiên là muối trụ gia vị lòng trắng trứng sau đó là các loại tinh bột mỗi lần lượng không nhiều còn dùng tay trộn cho đến khi cá ngấm gia vị hơn nữa tinh bột phải nhất định là khoai lang vì hút nước tốt lại kết dính không để tương thoát ra ngoài lòng trắng trứng cũng không được nhiều quá nếu không khi chiên cá bề ngoài sẽ không được mịn sau khi làm xong trước khi bỏ vào nồi còn cho một muỗng dầu ăn vào như vậy ngư phiến sẽ không bị dính nồi mà các miếng cá cũng không dính vào nhau đương nhiên để làm được như du giáo tập nàng không có dùng bột khoai lang mà vẫn dùng tinh bột sắn như hắn lượng muối và rượu gia vị cũng giống nhau chỉ có điều du giáo tập là cho tất cả nguyên liệu vào cùng một lúc còn nàng thì lần lượt từng loại lại cho thêm một muỗng dầu độ lửa thì cố làm giống hệt du giáo tập cách chế biến khác nhau cho nên dù nàng khống chế độ lửa không bằng du giáo tập thì món ngư phiến vẫn trơn mềm hương vị cũng ngon hơn nhưng lúc đó nàng không thấy có khác biệt gì nhiều không ngờ chi tiết nhỏ nhặt vậy lại bị người khác nhận ra không riêng gì viên thiên giả mà còn có du giáo tập và mã giáo tập mấy người này cái lưỡi cũng quá mẫn cảm a à. du giáo tập cả đời nấu ăn hơn nữa nghe ý tứ của mã giáo tập thì sở trường của hắn chính là món cá. Mấy chục năm công phu lại thua một tiểu đồ đệ chỉ mới nhìn qua một lần, nàng thực lo lắng du giáo tập sẽ có khúc mắt với nàng. Hắn có thể sẽ nghĩ nàng chiếm được sự yêu thích của công tử, sau này hắn sẽ không còn vị trí gì ở trước mặt công tử. Du giáo tập là thật tâm đối đãi với nàng, nguyện ý dạy cho nàng tất cả, nếu làm hắn mất hứng sẽ là tổn thất lớn đối với nàng. Nhưng du giáo tập lại không chút hờn giận, cười tủm tỉm, bộ dáng rất đắc ý nhìn đi lúc trước ngươi không chịu nhận lâm tiểu trúc vào ban trù nghệ giờ thấy hối hận chưa một đồ đệ thông minh như vậy dạy cho nàng chẳng những không uổng công mà còn như được uống nước tuyết vào ngày hè nóng bức a ngươi không thấy được khi dạy nàng đứa nhỏ này nghe hết sức chăm chú làm cho người ta hận không thể đem tất cả mọi thứ mình biết mà dạy cho nàng cảm giác thật là sảng khoái nha cho nên ngươi không cần ly dáng trước mặt ta lâm tiểu trúc làm đồ ăn ngon hơn ta ta càng thêm cao hứng lão nhân ta cũng hơn 50 tuổi rồi, vài năm nữa là đi bán muối rồi, còn có thể dạy ra một đồ đệ như vậy, đời này không còn gì để tiếc nuối. Đời này, đáng giá. Ai nói ta không muốn nhận Lâm Tiểu Trúc và ban trù nghệ? Bị nói thẳng như thế trước mặt Lâm Tiểu Trúc, mã giáo tập nhất thời đen mặt, hai mắt mở to, không còn bộ dáng nghiêm khắc thường ngày, ta chỉ lo nàng khí lực không đủ, điên trước không được thì không thể đứng bếp. Đây là sự thật, ta lo lắng như vậy cũng là thực lòng muốn tốt cho nàng, đâu giống ngươi bày ra cảnh thái bình giả tạo càng làm nàng dễ lầm lạc ta thái bình giả tạo mã lão đầu không phải ta nói ngươi ngươi vẫn còn cứng đầu cứng cổ giờ lại mạnh miệng như vậy ngươi nhìn lâm tiểu trúc đi chỉ nhìn ta làm có một lần mà làm ra món ăn còn ngon hơn ta thông minh tuyệt đỉnh như vậy dù không điên trước được thì có vấn đề gì dù sao đồ ăn làm ra cũng ngon hơn ngươi mã giáo tập vô cùng buồn bực du giáo tập không giữ cho mình chút thể diện khiến lâm tiểu trúc có ấn tượng không tốt với mình nhưng biểu hiện của hắn lúc trước rõ ràng là không tốt chục dạ nhìn lâm tiểu trúc một cài rồi rầu rĩ giải thích tài năng như vậy nếu có thể điên trước được thì chẳng phải sẽ làm ra hương vị ngon nhất trên đời sau hai vị giáo tập lại vì một đứa nhỏ như nàng mà khẩu chiến lâm tiểu trúc chỉ chăm chú lắng nghe không chen vào cho đến khi thấy mã giáo tập rầu rĩ mới an ủi mã giáo tập ta biết ngài kỳ vọng đối với ta rất cao cho nên mới nghiêm khắc với ta ngài yên tâm ta sẽ cố gắng luyện tập điên trước, một thời gian nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Nói xong, chạy đến nắm lấy tay du giáo tập, ngọt ngào nói, du giáo tập, hôm nay lúc nấu cơm, ta không phải lo lắng công tử có trách phạt hay không mà chỉ sợ lão nhân gia ngài mất mặt, dù sao thì món cá chuối phiến cũng là ngài dạy ta. Người càng già, cảm xúc càng như tiểu hài tử, tuy lời của Lâm Tiểu Trúc chưa hẳn là thật nhưng lọc vào tai du giáo tập lại như tiên nhạc, rất êm tai. Đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, người nói cá chuối phiến là do ta dạy ngươi ngươi làm càng ngon công lao của ta càng lớn không ai giành được cũng không ai chia rẽ được hai thầy trò chúng ta nói xong còn đắc ý liếc mã giáo tập một cái mã giáo tập nghe lâm tiểu trúc nói vậy cũng an lòng hơn những lời châm chọc của du giáo tập cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn đứa nhỏ thông minh như vậy nếu ghi hận hắn không muốn học trù nghệ với hắn hắn nhất định sẽ tiếc hận cả đời may thay nàng có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn đứa nhỏ như vậy ai mà không thương cho được. Thấy hai vị giáo tập tranh nhau ghi điểm trước mặt Lâm Tiểu Trúc, ngay cả mã giáo tập thường xuyên bắt bẻ nàng cũng thay đổi thái độ, còn bị nàng chọc đến vui vẻ, Ngô Thái Vân càng thêm buồn bực. Mỗi một chuyện, bất luận là tốt hay xấu, Lâm Tiểu Trúc đều có thể hóa giữ thành lành, ở trong sơn trang ngày càng được coi trong. Kết quả như vậy, Ngô Thái Vân không giận đến nghiến răng mới là lạ, lạ. Có yêu nghiệt như thế, nàng vào ca ca còn đường sống sao? nhưng nàng cũng thấy an ủi là du giáo tập vì tâm tình tốt, nên khi trở về nấu canh cá chuối, thưởng cho tổ ba cũng cho nàng một chén. Nước canh màu trắng đục thơm nước mũi, vừa vào miệng mang theo hương vị nồng đậm chảy xuôi theo cổ họng như thấm vào ruột gan, ngon bá cháy bỏ chết, làm cho nàng cảm thấy có chút an ủi. Đương nhiên, khi chưa được gọi đến hỗ trợ làm cơm, nàng chưa từng được nếm qua thức ăn do hai vị giáo tập cùng tầng quản sự làm nha. Vốn ước ao mỹ thực, lại nghe Chu Ngọc Xuân kể đến sinh động, Dương Vũ càng thêm kính ngưỡng Lâm Tiểu Trúc, giống như nước sông tuôn tràn không dứt. Cho dù vẫn còn lười biếng nhưng chỉ cần nàng lên tiếng, hắn như lên dây cót mà trở nên hăng hái lạ thường. Lâm Tiểu Trúc lại đúng hạn đến chỗ Trương Đông uống thuốc, tuy cảm giác được vị thuốc có chút khác trước kia, nhưng nghĩ lão gia tử có sự điều chỉnh phương thuốc theo thời gian cho nên nàng cũng không hoài nghi. Tính tình Trương Đông nàng cũng biết, đông hậu, thành thật, vì cha mẹ bệnh cho nên hắn vẫn luôn chăm sóc, vẫn chưa cưới vợ. Hơn nữa, ở chung lâu như vậy hắn là người thế nào nàng đã hai kiếp làm người tin rằng mình không có nhìn nhầm cho nên một hơi uống cạn trở lại sơn trang cùng mọi người trong tổ thưởng thức món ngon sau đó đến viện của viên thiên giả múc nước khi nàng đi vào sân đến trước bồn nước lại bất ngờ phát hiện viên thiên giả và đường viễn ninh đang cùng nhau trò chuyện tiểu trúc tử ngươi đã đến rồi đường viễn ninh dù trời mùa đông còn cầm quạt trong tay vừa thấy lâm tiểu trúc tiến vào liền xuề quạt ra phe phẩy vài cái cười hì hì nói. Hắn đột nhiên xưng hô thân thiết làm Lâm Tiểu Trúc cảm thấy như có đàn quả bay ngang đỉnh đầu. Vị đường công tử này có bình thường không ta? Viên thiên giả liếc đường viễn ninh một cái, lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói ta không quen ngươi. Gặp qua hai vị công tử. Lâm Tiểu Trúc chỉnh đốn trang phục hành lễ, nghiêm túc cúi đầu, mắt không nhìn đường viễn ninh. Viên thiên giả dường như rất hài lòng thái độ của nàng, nhẹ giọng nói đi múc nước đi. Đường viễn ninh liền xếp quạt, Ngồi thẳng lưng, hai mắt tỏa sáng uy, Tiểu Trúc Tử, lúc ăn cơm chiều, ta đã nghe Viên Thập nói không ít chuyện về ngươi. Nghe nói ngươi không chỉ thông minh mà đầu lưỡi còn rất lợi hại. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, gọi là nhấm nhấp hương vị. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi, nếu ta thắng, ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Thế nào? Lâm Tiểu Trúc Tuy rất tin tưởng đầu lưỡi của mình nhưng lại không có hứng thú chơi đùa với Đường Viễn Ninh. Không người đáp, công tử đã lệnh cho tiểu trúc đi múc nước, tiểu trúc không dám không tuân theo, thỉnh đường công tử thứ lỗi. Nói xong cũng không đợi Đường Viễn Ninh phát biểu ý kiến liền xoay người rời đi, đến bên giếng, cầm lấy giỏ tre, bắt đầu múc nước. Không phải đâu. Đường Viễn Ninh xoan mặt mình, quay đầu nhìn Viên Thiên Giả, bộ dạng ta xấu lắm sao? Sao nha đầu này thấy ta liền không muốn nhìn. Viên Thiên Giả cẩn thận quan sát, lắc đầu nói coi như thông qua. Cái gì mà coi như thông qua? đường viễn ninh không phục bản công tử là anh tuấn bất phàm ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng tìm khắp bắc ie một n cũng không có được vài người nha viên thiên giả mặt kệ hắn đường viễn ninh lâm tiểu trúc lẩm bẩm viên thập nói tiểu nha đầu này tính tình cũng không tệ mà xem ra là vì cố kỵ chủ tử nên mới không dám nói chuyện với ta nói xong kề sát viên thiên giả thì thầm biểu ca đệ đệ ta đối với ngươi không tệ phải không trong lòng nhớ thương ngươi từ xa tới đây thăm ngươi còn mang cho ngươi nhiều đồ tốt. Ngươi nói xem, ngươi nên hồi báo ta thế nào? Hay là tặng tiểu nha đầu này cho ta đi?" Viên Thiên Giả thuận tay cầm lấy cây quạt hắn để trên bàn, gõ hắn một cái, "Nghĩ cũng đừng nghĩ." "Viên Thiên Giả?" Đường Viễn Ninh trực tiếp kêu cả họ tên Viên Thiên Giả, trừng mắt nhìn hắn, "Ta là ai chứ? Ta là biểu đệ thân ái của ngươi nha. Tiểu nha đầu này bất quá chỉ là sơn nữ, 300 văn tiền là có thể mua được, vậy mà ngươi lại không muốn tặng cho ta?" ngươi làm ta thương tâm quá nói xong còn hừ hừ vài tiếng tỏ vẻ tức giận lời nghe đáng thương nhưng viên thiên giả không chút lay động quả quyết tự tuyệt người khác có thể nàng thì không được đường viễn ninh bất chấp đang giả bộ tức giận vội quay đầu nhìn viên thiên giả từ trên xuống dưới tự tiếu phi tiếu nói biểu ca có phải ngươi nhìn trúng nàng không vừa dứt lời đầu lại bị đánh một cái không phải thì thôi sao đánh ta đáng lý là thông minh bị ngươi đánh riết ngu luôn thì làm sao? Đường Viễn Ninh tìm ra manh mối, không khỏi ồn ào. Viên thiên giả nghiêm mặt nói, không phải ta luyến tiếc, cũng không phải như ngươi nghĩ. Nhà đầu kia tuy ta dùng có 250 văn tiền là mua được nhưng lại là người có thể trọng dụng. Hơn nữa, nàng rất có chủ kiến, không phải ta muốn tặng là được, nếu nàng không muốn, ngươi mang về thế nào cũng trước lấy phiền toái. Có chủ kiến. Đường viễn ninh nhướng mi tí của ngươi là nếu nàng nguyện ý theo ta, ta có thể mang nàng đi nói xong lại nhìn chầm chầm viên thiên giả như muốn xem thái độ của hắn thế nào. Khụ! Viên thiên giả luôn bình tĩnh lúc này lộ ra vẻ cuốn bách, ngươi mang nàng đi, cũng không thể dùng làm nha đầu. Người hầu hạ cho ngươi rất nhiều, sao cứ phải muốn nàng? Ở lại chỗ ta, nàng có ít hơn. Đường viễn ninh trừng mắt nhìn viên thiên giả, mặt lộ vẻ giảo hoạt rồi quay đầu nhìn về phía lâm tiểu trúc, lớn giọng gọi lâm tiểu trúc, lại đây. Lâm tiểu trúc buông giỏ tre đi tới, thi lễ đường công tử có gì phân phó ta hỏi ngươi nếu ta muốn ngươi rời khỏi sơn trang đi theo hầu hạ ta ngươi có bằng lòng hay không lâm tiểu trúc có chút giật mình ngẩng đầu bối rối nhìn viên thiên giả một cái thấy hắn lắc lắc đầu như muốn nàng đừng đồng ý mới yên lòng thi lễ đáp lâm tiểu trúc mới đến sơn trang cái gì cũng chưa học được cái gì cũng không hiểu sao dám đến hầu hạ đường công tử là muốn khéo léo từ chối sao đường viễn ninh lâm tiểu trúc chầm chầm không tức giận mà còn tươi cười nói, cái gì cũng không biết thì quan trọng gì đâu. Ngươi thông minh như vậy, học sẽ rất nhanh. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chẳng phải ngươi có vị giác mẫn cảm sao? Ta sẽ pha mấy ly trà cho ngươi uống, chỉ cần ngươi có thể nói ra cách thức, ta sẽ không nhắc lại chuyện này, ngươi thấy sao? Hết phần 6, mời các bạn đón nghe phần 7.